Rất là cảm ơn thầy Mạnh hôm nay đã mời Phục đến có cái buổi chia sẻ giao lưu cùng các bạn sinh viên trong cái chương trình gọi là ứng dụng những cái thực tế vào trong việc học và nghiên cứu của các bạn để sau này góp phần hỗ trợ cho các bạn khi ra trường thì tham gia được vào cái công việc một cách dễ dàng hơn. Cũng như là như thầy Mạnh có chia sẻ là hướng đến một cái câu chuyện là các bạn sẽ thành đạt trong tương lai một cách nó bền vững hơn, nó rút ngắn được thời gian hơn. Thì hôm nay thì tôi cũng sẽ thay mặt AZFIN Việt Nam có chia sẻ đến các bạn về một số cái nội dung nó liên quan đến gọi là ngành ngân hàng cũng như là cái ngành bất động sản. Thì đây là hai cái ngành chính trên cái thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta. Thì đối với ngành ngân hàng thì ngành này có cái vốn hóa thị trường chiếm tới 35% trên sàn. Và ngành bất động sản thì cũng là một ngành đâu đó chiếm khoảng độ 25% vốn hóa toàn thị trường. Như vậy khi chúng ta hiểu về cái ngành này thì chính là chúng ta hiểu được tới 60% của thị trường chứng khoán. Trong khi 40% còn lại chia cho khoảng độ 40 ngành. Đúng không? Chính vì thế cho nên việc hiểu về những cái ngành này thì sẽ là vô cùng quan trọng, vô cùng hữu ích trong cái quá trình nghiên cứu đầu tư của các bạn sinh viên. Thì do cái khuôn khổ nội dung hôm nay thì có 2 giờ đồng hồ thì cũng không thể đưa đến quý thầy cô và các bạn những cái nội dung nó quá là sâu và chi tiết. Thì Phục cũng sẽ xin phép là đi sơ lược và đánh giá những cái điểm key khi việc phân tích và nghiên cứu hai cái ngành này. Và sau đó thì chủ yếu thời gian là chúng ta dành cho việc trao đổi, giải đáp để sao cho những cái nội dung mà tôi trao đổi cũng như những cái mà các bạn sinh viên muốn nghe thì nó gần nhau hơn. Bởi vì đôi lúc chúng tôi lại đứng trên vai trò của mình, trên giác độ của mình, đánh giá, chia sẻ thì có thể nó lại chưa phù hợp với những cái gọi là mong muốn cũng như là với những cái tư duy của các bạn. Thì tôi xin phép vào cái buổi hôm nay đó là sơ lược về phân tích ngành ngân hàng và bất động sản. Thì nội dung thì gồm có 3 phần chính như sau. Đầu tiên là những cái điều cần chú ý về cổ phiếu ngành ngân hàng. Tiếp theo là những điều cần chú ý khi phân tích, định giá, đánh giá cổ phiếu bất động sản. Và cuối cùng chúng ta sẽ có cái thời gian gọi là trao đổi, giải đáp với nhau về những cái nội dung các bạn thắc mắc. Thì đến cái phần trao đổi thì bạn nào muốn trao đổi thì các bạn cứ mạnh dạn đứng lên trao đổi. Bởi vì dù sao các bạn cũng đã mất thời gian đúng không? Hy sinh cái buổi sáng cuối tuần để ngồi đây nghe tôi nói. Thế thành ra chúng ta nếu có thể khai thác được gì thì hãy khai thác tối đa. Thì đấy là một cái phương châm mà tôi cũng luôn luôn giữ cho mình từ cái ngày sinh viên để đạt được những cái hiệu quả sau này. Đầu tiên trước khi vào các cái ngành thì tôi muốn chia sẻ đến các bạn đó là tư duy đúng trong đầu tư tài chính chứng khoán đã. Về cơ bản chúng ta làm cái gì cũng thế, chúng ta cần phải có đầu tiên là phải xác định được tư duy, mục tiêu, chiến lược, rồi sau đó chúng ta mới đi vào thực thi từng cái. Thì đó chính là cái việc chúng ta vẽ cho chúng ta một cái bản đồ, một cái con đường đi, đặt cho chúng ta một cái mục tiêu. Thế thì khi chúng ta đi đến đó thì nó sẽ có kim chỉ nam, có la bàn để cho chúng ta đi tới nơi. Thì cho dù quý vị, các bạn sinh viên có thể đi chậm một chút thôi, nhưng mọi người cũng sẽ đến nó, cũng sẽ đến nó một cách sớm hơn kể cả những người đi nhanh nhưng mà không có định hướng. Đúng không? Chúng ta cứ thử tưởng tượng, ví dụ đi nhanh nhưng người ta cứ đi ngang, đi dọc, đi lên, đi xuống và cuối cùng cũng không đến đâu cả. Và thực tế, những người chưa được thành công đa phần là những người không có những cái mục tiêu cụ thể, không có những cái chiến lược cụ thể cho cái cuộc sống cũng như cho cái đầu tư của mình. Thì ở trên đây thì tôi đưa ra
đó là chúng ta cần phải có những cái tư duy như sau. Đầu tiên là phải đặt mục tiêu đúng. Thì đối với đầu tư cổ phiếu, chia sẻ với các thầy cô và các bạn, đó là tôi đã nghe rất nhiều người, thậm chí các bà nội trợ, rồi là các bà mẹ bỉm sữa, bảo là ui, lên kiếm ít tiền tiêu qua ngày. Nếu mà với tư duy như thế thì sẽ không bao giờ thành công. Khi người ta coi nó là một cái gì đó kiếm tiền qua ngày thì người ta sẽ không chú ý một cách bài bản đầy đủ, thì sẽ rất khó có thể chuyên sâu và hiệu quả trên cái thị trường đó. Hay là nhiều người cho rằng lên thị trường để chơi chứng khoán. Thực sự cái thuật ngữ này ở Việt Nam nó rất phổ biến và nó rất nguy hại. Bởi vì tư duy là chơi thôi đã thấy nguy hiểm, đúng không ạ? Thị trường chứng khoán là một nơi đầu tư chứ không phải là một nơi để đánh đề, đánh cờ, đánh bạc. Thế thành ra với cái tư duy chơi thì cái hành động của chúng ta cũng là chơi. Thế do đó cái kết quả đến với chúng ta cũng là như kiểu là đi chơi bạc thôi, đúng không ạ? Thì đầu tiên là phải đặt mục tiêu đúng. Thì tư duy ở đây khi tham gia thị trường thì phải là tư duy triệu đô, tư duy tự do tài chính. Và thậm chí nhiều bạn trẻ có những cái tư duy lớn thì cần phải lớn lao hơn những cái này nữa. Lớn lao hơn nữa chứ. Thì khi chúng ta xác định được cái tư duy lớn lao đúng đắn thì lúc đó chúng ta sẽ có sự nghiêm túc nhất định cho cái việc đầu tư này. Và khi nghiêm túc thì chúng ta sẽ tìm hiểu rất bài bản, cẩn thận trên cái con đường đầu tư. Và dĩ nhiên cái xác suất thành công của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều. Rất rất nhiều. Đó. Thì ông Buffett, ông ấy đã có một cái câu nói rất nổi tiếng, đúng không? Ông Buffett. Đó là chưa bao giờ ông ấy ngừng nghĩ rằng là ông ấy không giàu cả. Thì riêng cái tư duy đó thôi đã làm thôi thúc ông ấy. Thôi thúc ông ấy phát triển, thôi thúc ông ấy tiến lên. Còn nếu tư duy của chúng ta, ui mình xuất thân ở nhà nông thôn chẳng hạn, hay ui mình ra trường làm sao kiếm được công việc ổn định 5-7 triệu, 10 triệu, 15 triệu là được. Nếu tư duy thế thì chúng ta sẽ không đến đâu, đúng không? Đấy là đầu tiên là về tư duy đúng. Nhưng mà cái tư duy đúng này thì tôi xin phân biệt nó khác với đa cấp ở chỗ. Đa cấp là có tư duy rất lớn lao nhưng mà không có cái hành động gì cả. Tư duy được xây trên cát rất viển vông. Nhưng mà với chúng ta, với các bạn sinh viên là tương lai của đất nước, thì tư duy phải lớn lao là như vậy, nhưng mà hành động của các bạn thì lại phải nhỏ từng bước từng bước. Phải thật nhỏ từng bước, vững chắc vững chắc. Thì cuối cùng chúng ta sẽ đến được với cái mục tiêu lớn như vậy. Đó. Chúng ta không làm được việc nhỏ thì không bao giờ làm được việc lớn, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn phải đề ra mục tiêu lớn lao để có cái đích để chúng ta phấn đấu. Đó là đặt mục tiêu đúng. Thứ hai là các bạn cần phải đặt câu hỏi đúng. Thực tế trên thị trường có tới gần 95% các nhà đầu tư cứ hỏi tôi: anh ơi, ngày mai thị trường thế nào? Anh ơi, tuần sau thị trường thế nào? Cùng lắm anh ơi, tháng tới thị trường thế nào? Đó. Rồi là hỏi về cổ phiếu cũng thế. Ngày mai nó có tăng không hay nó giảm? Tuần sau nó tăng hay nó giảm? Tháng sau nó tăng hay nó giảm? Nhưng mà người ta không bao giờ người ta hỏi đến: ông ơi, cổ phiếu này nó có tốt, nó có phát triển bền vững không? Ông ơi, tầm nhìn 5 năm, 10 năm tới, thị trường chứng khoán của chúng ta nó sẽ đi đến đâu? Đó là những cái sai lầm vô cùng lớn. Tôi có may mắn được tiếp xúc với rất nhiều những người đi trước, những bậc tiền bối rất tài năng. Họ sở hữu cho mình cả ngàn tỷ, thậm chí tôi cũng may mắn được gặp 1 tỷ phú đô la ở Việt Nam. Nói chuyện vài lần thì cho thấy cái đặt câu hỏi này rất quan trọng. Đó. Những người thành đạt ấy, thường người ta đặt cái tầm nhìn rất xa, người ta đặt cái tầm nhìn bao quát. Còn người nghèo thì nghĩ ngắn 3 ngày, 5 ngày. Đó, nghĩ ngắn 3 ngày, 5 ngày. Thế thành ra, ví dụ một cái trường hợp của Coca-Cola Việt Nam hay một số các doanh nghiệp nước ngoài lớn nó vào Việt Nam, nhiều người bảo tại sao bọn này nó cứ bán rẻ, nó cứ bán lỗ, nó lỗ cả 10 năm, 20 năm làm gì nhỉ?
bọn này sao nó rốt thế? Thì thực ra tư duy của nó là nó đánh chiếm thị trường và tầm nhìn nó đến 5 năm tới, 10 năm tới nó sẽ chiếm được thị phần bao nhiêu. Thì khi đó thì kết quả nó tự đến, lợi nhuận nó tự đến chẳng hạn. Thì tương tự như thế trong đầu tư chứng khoán. Nếu nhìn ngày mai thị trường tăng hay giảm thì rất khó. Nhìn ngày mai kinh tế có tốt hay không thì vô cùng khó. Nhưng nếu các anh chị nhìn 3 năm, 5 năm, 10 năm tới thì các anh chị có thể mường tượng ra một cách tương đối chính xác. À, thị trường chứng khoán có phát triển hơn bây giờ không? Nền kinh tế có mạnh mẽ hơn bây giờ không? Thì đấy mới là cái câu hỏi đúng và cái kim chỉ nam cho tốt cho chúng ta trong đầu tư cổ phiếu. Trong đầu tư cổ phiếu. Thì khi biết rằng nếu mà tương lai u ám thì chúng ta dừng lại. Nhưng mà nếu thấy rằng 3 năm tới, 5 năm tới cái tiềm năng tăng trưởng của thị trường vô cùng mạnh mẽ, thế thì chúng ta hãy tham mạnh mẽ lên cho cái việc tham gia vào thị trường. Đó, thì đấy là cái đặt câu hỏi đúng. Và cái thứ ba đó là lựa chọn cổ phiếu đúng. Đó, không phải là cổ nào vượt đỉnh, cổ nào chạm hỗ trợ, ui cổ này nến đẹp quá. Xin thưa mấy quý các bạn sinh viên, đó là dành cho những trader họ ngồi bám bảng thôi ạ. Còn những nhà đầu tư lớn, những người thành công nhiều thì họ phải tìm hiểu rõ đúng cái bản chất của việc doanh nghiệp đó. Còn nếu chúng ta nhìn cái biểu hiện qua bên ngoài là giá, đấy nó là cái biểu hiện bên ngoài. Còn cái gốc của nó phải là cổ phiếu có nền tảng kinh doanh tốt không? Có tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai không? Và tăng trưởng có bền vững hay không? Đó. Thì chỉ một cổ phiếu tăng trưởng mạnh, tức là lợi nhuận nó tăng mạnh hàng năm ấy, thì giá cổ phiếu nó mới đi lên rất bền vững. Và các bạn có thể thấy rằng những cái cổ phiếu tốt hàng đầu, giá qua 10 năm nó đều tăng gấp 5, 10, 20, thậm chí 4, 5, 10 lần. Ví dụ VicoStone chẳng hạn, trong 10 năm qua cổ phiếu này tăng khoảng 8, 90 lần. Vinamilk 10 năm qua cũng tăng khoảng độ khoảng 25, 30 lần. FPT thì 10 năm qua tăng khoảng 14 lần. Hòa Phát 10 năm qua đâu tăng khoảng độ hơn 30 lần, 40 lần. Đây ví dụ như thế. Thì nhiều bạn cho rằng ui thị trường nếu mà tăng thì cổ nào mà chả tăng, thị trường giảm cổ nào mà chả giảm. Thì điều này là thể hiện ngay cái việc cái tư duy ngắn. Đó là trong ngắn hạn đúng, thị trường lên thì đa phần ông nào lên, thị trường xuống đa phần ông nào xuống. Nhưng mà hãy phóng tầm nhìn dài hơn một chút đi. 3 năm sau, 5 năm sau thì nó sẽ có một cái sự cách biệt rất rõ ràng giữa cổ phiếu tốt và cổ phiếu xấu các bạn ạ. Cách biệt vô cùng rõ ràng. Vậy thì việc của chúng ta hãy làm việc dễ, tức là hãy tập trung vào những cái cổ phiếu mà tương lai nó có thể tăng trưởng phát triển cực kỳ mạnh mẽ, tăng giá lớn. Thì khi đó, kể cả các bạn có mua sai, mua cổ phiếu ở đỉnh đi chăng nữa, nhưng nó chỉ là ngắn hạn thôi. Tương lai nó sẽ trở lại và nó tăng giá rất khỏe. Đó, thì đấy chính là cái phương châm lựa chọn cổ phiếu. Thì cái ngài Warren Buffett thì ngài đã lựa chọn cổ phiếu rất tuyệt vời như vậy. Có những cổ phiếu ngài nắm 50 năm và nó mang lại lợi suất lên đến 1.300 lần so với cái vốn đầu tư bạn. Và cứ thế an tâm lắm giữ. Có một điều nghịch lý rất buồn cười ở thế này. Tôi thấy rất nhiều các nhà đầu tư rồi các bạn sinh viên có vài triệu bạc, có chục triệu bạc thì lại suốt ngày ngắm bảng để giao dịch đi giao dịch lại. Điều đó có đáng không? Chúng ta có vài đồng mà chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho nó, bao nhiêu tâm tư cho nó, cực kỳ mệt mỏi. Thì thay vì thế, chuyển cái thời gian đó về nghiên cứu, học tập, về tài chính, về đầu tư. Thế là kiến thức chúng ta lên, công việc của chúng ta tạo ra nhiều tiền hơn, thế là chúng ta đầu tư lớn hơn. Còn cái việc đầu tư thì hãy cứ để những cái doanh nghiệp tốt nó vận hành và dần dần nó trả cho chúng ta. Đó, thì đấy là lựa chọn cổ phiếu đúng. Tiếp theo, thứ tư, đó là cơ sở ra quyết định đúng. Thì xin chia sẻ với các thầy cô và các bạn sinh viên, cái việc ra quyết định đối với 90+% nhà đầu tư cá nhân chúng ta là dựa trên nến, dựa trên khối lượng, dựa trên vân vân. Thì nếu mà các bạn là trader, là những người bán bảng thì điều đó tôi hoàn toàn đồng tình. Nhưng nếu các bạn không phải là những trader, không phải là những người suốt ngày ôm máy tính làm nghề thì đấy lại là một sai lầm cực lớn của các bạn. Những ai đang chiến thắng trên thị trường đó là những chủ doanh nghiệp. Thì họ có trading cổ phiếu không? Không, họ tập trung nắm giữ cái công ty của họ và thúc đẩy nó phát triển rất mạnh mẽ. Ví dụ như ai mà theo bác Long chẳng hạn thì đều là những người có trăm tỷ.
Đúng không ạ? Ai mà theo gọi là anh Tài thế giới di động cũng đều tăng tài sản bằng lần. Đúng không ạ? Ai mà theo anh Năng của công ty cổ phần VicoStone thì cũng đều là có nhiều tỷ trong tay. Đó, thì đấy là cho thấy là cái cơ sở ra quyết định. Đó là. Đó, thì ở đây để mọi cái quyết định của chúng ta nó mang lại thành quả phải dựa trên định giá cổ phiếu, thưa quý vị. Cứ cổ phiếu định giá hấp dẫn rồi nó sẽ tăng giá. Ngắn hạn có thể thị trường chưa nhìn ra, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cổ phiếu nào tốt mà bị thị trường đánh giá sai quá 2 năm. Nếu mà nó đánh giá sai càng lâu ấy thì đến lúc nó tăng nó càng mạnh, boom càng mạnh, quý vị ạ. Thế thành ra chúng ta hãy dựa trên cái cơ sở, đó là định giá cổ phiếu là cái yếu tố quyết định. Hay là chúng ta nhìn sang các cái quỹ đầu tư. Tôi chỉ hỏi đơn giản, các quỹ đầu tư có dựa vào nến để họ mua cổ phiếu vài chục cổ phiếu, trăm triệu cổ phiếu của các cái công ty để giữ lâu dài không? Không, không bao giờ. Họ phải dựa vào cái triển vọng làm ăn của doanh nghiệp thì có tốt hay không thì họ mới mua. Rồi định giá cổ phiếu có rẻ không thì họ mới ra quyết định cuối cùng. Được chưa? Đấy là cái vấn đề thứ tư. Cái vấn đề thứ năm ở đây, đó là phương pháp mua cổ phiếu đúng. Tức là khi thị trường đổ máu, ngay cả đó là máu của bạn, thì lúc ý chúng ta sẽ mua được giá cổ phiếu gọi là siêu sale up. Có một nghịch lý như thế này. Khi chúng ta mua sắm quần áo, mua sắm các cái thứ khác, thì người ta sale up thì chúng ta rất thích mua. Chúng ta chảy vào mua ầm ầm. Một số bạn nữ chứ không phải tất cả nhé, thì đam mê mua sắm thời trang nhỉ, cứ thấy sale up là mua thật lực. Đúng không? Nhưng mà trong cổ phiếu thì lại ngược lại. Khi mà thị trường sale up, giá cổ phiếu rất rẻ, rất hấp dẫn thì mọi người lại lôi ra mọi người bán. Đó là một cái tư duy phải nói nè, tôi phải nói là kỳ dị. Hay người ta còn gọi là tư duy đám đông. Đó là một sự sai lầm lớn. Thay vì thế các bạn hãy ứng dụng những cái tư duy đời thường của các bạn đi. Ví dụ bình thường phải mua cái áo này 1 triệu, bây giờ nó giảm 700, thôi mình mua thôi. Đúng không? Đó, thế thì chúng ta mới có lợi nhuận cao và bền vững. Và vì sao tôi lại đưa ra cái phương pháp mua này? Thì xin thưa với các thầy cô và các bạn sinh viên, các cái nhà đầu tư lớn, các quỹ lớn ấy, để họ có thể nhập được lượng lớn cổ phiếu phải đúng lúc đổ máu, lúc tất cả các nhà đầu tư cá nhân ao ao ra bán xuống ấy. Thì lúc ấy họ nhảy vào, họ gọi là cá mập, họ nhảy vào họ mua một cách thoải mái, số lượng lớn mà không bị đẩy giá lên cả. Còn ngược lại khi họ bán khi nào? Khi đám đông ào ào đẩy giá cổ phiếu liên tục cao, vượt đỉnh này kia. Thì lúc ấy nhà đầu tư lớn họ mới vác ra họ bán xuống. Bởi vì họ lúc ấy bán thoải mái mà không bị bán giá thấp. Đó thì chúng ta phải học tư duy của những người thành công như thế, những người lớn như vậy. Chứ không phải là chúng ta thấy nhà nhà ào ào đẩy giá chót vót chúng ta cứ nhảy theo. Hoặc chúng ta không phải thấy khi thị trường giảm quá mạnh chúng ta vò đầu vứt tai và lôi cổ phiếu ra cắt lỗ. Nếu thế là một sai lầm vô cùng lớn. Và đấy chính là nguyên nhân vì sao khoảng 95% nhà đầu tư thua lỗ. Và xin thưa với thầy cô và các bạn, AZFIN có một cái nghiên cứu từ đầu năm 2021 đến nay, hơn 9 tháng qua thị trường chứng khoán tăng hơn 20%, nhưng số lượng nhà đầu tư thua lỗ lên đến 77%. Xin thưa với các thầy cô và các bạn như thế. Bởi vì đó là cái tâm lý như Phục vừa chia sẻ những cái thất bại đấy. Còn ở trên đây có 3 nhà đầu tư, thì trong đó có 2 chuyên gia là quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam. Thì đây là những người có tư duy rất lớn, những người rất đầu tư rất bài bản, và họ rất thành công trên thị trường chứng khoán. Thì ba người này thì chắc là mọi người biết nhiều nhất đến Hoa hậu Mai Phương Thúy, đúng không? Ở bên trái tay, bên trái màn hình là anh Lê Chí Phúc. Đầu tiên là anh Lê Chí Phúc, cầm mic đấy ạ. Tổng giám đốc của quỹ SGI đấy. Ở giữa là Mai Phương Thúy, và ở bên phải đây là anh Lê Anh Tuấn, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, là phó tổng giám đốc đầu tư của Dragon Capital. Thì đây là ba trong những, trong số ít những nhà đầu tư thành công nhất Việt Nam. Các anh chị này nhờ có những cái tư duy, những cái chiến lược phù hợp đầu tư, mà chỉ đâu đó Mai Phương Thúy thì trong 7 năm,
Còn hai anh này thì đầu tư hơn 12, 13 năm. Thì chỉ trong cái thời gian đó mà họ có thể đầu tư từ tay không lên cả ngàn tỷ đồng. Đó, đấy là những cái tấm gương, những cái mẫu hình mà chúng ta cần phải học hỏi. Và xin thưa với các thầy cô, các anh chị, ở Việt Nam chúng ta, các nhà đầu tư hàng đầu giỏi không kém các nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới đâu, ở Mỹ đâu. Chúng ta được xem những cái cuốn sách, ví dụ của ông Moritz Bradai gì đấy, phương pháp đầu tư gì, The Hand Who gì đó, nghe thần tượng lắm. Bundo anh ạ. Ok, Phục cũng không nhớ tên lắm. Nhưng mà xin thưa mấy anh chị, bác ấy mà đến Việt Nam thì bác ấy cũng chỉ xếp gọi là cửa dưới so với các nhà đầu tư ở Việt Nam thôi. Việt Nam tầm như bác ấy nhiều vô kể. Phục xin chia sẻ luôn như vậy. Nhưng mà bác ấy viết sách, thế là người ta dịch sách, thế là cuối cùng người ta thần tượng hóa đó, bác ấy thành một trong những nhà đầu tư huyền thoại. Nhưng thực ra không có huyền thoại gì đâu. Các nhà đầu tư Việt Nam giỏi hơn bác ấy nhiều. Tôi chia sẻ như vậy. Và các nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam, Phục biết ít nhất là 30 nhà đầu tư có lợi suất trung bình khoảng 70% một năm. Thì các bạn nào nhanh nhạy tính toán thì các bạn thử lấy 1,7 mũ 10 mũ 20 thì nó sẽ tăng bao nhiêu. Nó sẽ tăng bao nhiêu? Tức là 10 năm nó có thể tăng 100 lần, thậm chí hơn. Đó. Thì ở Việt Nam còn rất nhiều nhà đầu tư giỏi hơn thế rất nhiều. Tuy nhiên có nhà đầu tư lớn nhất mà không ai dám chém gió vượt mặt, đó là Warren Buffett. Thì các bạn nếu muốn đầu tư, muốn thành công lớn thì theo tôi là nên tìm hiểu, nghiên cứu về các triết lý đầu tư của cụ ấy. Đó là người thành công nhất, người giỏi nhất, đáng để học hỏi. Đó. Và tôi tin rằng các bạn ở đây, nếu các bạn trang bị cho mình được những cái tư duy đúng đắn trong đầu tư từ sớm, thì tôi tin rằng đâu đó các bạn tự do tài chính chưa đến 10 năm từ lúc ra trường. Bạn nào nhanh chỉ mất 5 năm. Đó, bạn nào cần mẫn chậm hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ mất hơn 10 năm một chút. Còn nếu tư duy chúng ta mà không bài bản, không chuẩn chỉ, không đúng ngay từ đầu thì có khi các bạn phải làm việc đến già mà vẫn chưa được tự do tài chính. Đó là tôi xin chia sẻ đấy. Còn cái gương thực tế ở Việt Nam thì xin chia sẻ thầy cô và các bạn. 3-4 năm trước thì tôi cũng có thuê với phòng ở Học viện Ngân hàng của chúng ta. Và tôi cũng có đào tạo các cái lớp chứng khoán ở đấy. Thì cũng có rất nhiều các bạn sinh viên của Học viện Ngân hàng tham gia. Và hiện nay tôi cũng hỗ trợ nhiều bạn làm việc ở các công ty chứng khoán. Thì trong đó có một bạn mới ra trường 3 năm thôi. Học ở cái tòa nhà mới đấy. Ở cái chương trình hình như là chương trình quốc tế hay chương trình liên kết ấy. Bạn học quản trị kinh doanh D3 hay tòa gì đấy, tòa mới đấy. Thì bạn ấy cũng là một người học quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh, tức là bạn ấy chưa có kiến thức về tài chính. Đúng không ạ? Nhưng mà bạn ấy rất hăng say học tập. Và trong quá trình học đó, vừa ra trường ấy thì tôi rủ bạn ấy vào VND làm, hỗ trợ cho tôi. Rồi sau đó thì khi tôi là thành lập AZFIN, thì bây giờ bạn ấy vừa về làm trưởng phòng phân tích cho AZFIN Việt Nam. Vừa ra trường được 3 năm, rất trẻ. Và bạn ấy đầu tư rất thành công. Ví dụ như bạn ấy chẳng hạn thì tôi tin rằng bạn ấy chỉ độ 3 đến 4 năm nữa là bạn ấy tự do tài chính được. Đấy, ví dụ như thế. Hay là hiện nay thì cũng có hai bạn sinh năm 99 vừa mới ra trường. Một bạn ở kinh tế quốc dân, một bạn ở ngoại thương thì cũng là học trò của tôi. Các bạn hồi học tôi là năm 2 và năm 3. Thì các bạn ấy tư duy rất hay. Các bạn tập trung vào nghiên cứu thay vì nhìn bạn. Thế là bây giờ cũng về làm chuyên viên phân tích cho AZFIN được 5-6 tháng. Tức là lúc các bạn ấy còn chưa ra trường cơ. Lúc các bạn ấy chưa ra trường cơ. Và các bạn ấy, bạn nào cũng đều tích lũy được vài trăm triệu khi vừa mới nhận bằng, vừa nhận bằng cách đây vài hôm. Đó, nhờ cái tư duy đúng thế. Thì tức là các bạn ấy tích lũy cái lượng tiền nó đã bằng những người khác làm 3 năm, 5 năm. Thậm chí có người bây giờ đến lúc cưới vợ, lấy chồng, xem tài khoản có vài chục triệu. Đó. Và khi các bạn đã tự do tài chính sớm, thành công sớm, thì khi đó các bạn lại có, chính là có một cái đòn bẩy, có một cái nền tảng hỗ trợ cho các bạn có thể sáng tạo và phát triển rất mạnh mẽ. Người ta bảo mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà. Khi chúng ta đã tự do, chúng ta đã có tiền trong tay,
thì lúc ấy chúng ta có thể làm rất nhiều điều lớn lao. Và thành công nó lại cứ thế lối tiếp thành công. Và lúc đó các bạn có thể giúp đỡ cho bạn bè cùng lớp ở Học viện Ngân hàng của chúng ta này, đúng không ạ? Giúp đỡ cho anh chị em trong nhà, giúp đỡ bố mẹ, giúp đỡ hàng xóm, họ hàng vân vân. Thế là chúng ta cùng phát triển, cùng tiến lên và cùng thành công. Rồi các bạn thành công chẳng hạn, thì các bạn quay lại tri ân Học viện Ngân hàng của chúng ta, đúng không? Của các bạn. Đó, thì chúng ta để cho các em sinh viên sau này cũng có thể phát triển, để cho Học viện Ngân hàng ngày càng mạnh mẽ. Đấy, ví dụ như thế. Thì cái đầu tư ấy, nó là cái phương tiện, nhưng mà chúng ta phải sử dụng nó đúng. Thì từ đó chúng ta sẽ phát triển trong cái tương lai của chúng ta nó rực rỡ, nó mạnh mẽ. Đó, chứ không phải là vừa nghĩ đến đầu tư là nghĩ đến lao vào thị trường ăn thua để kiếm tiền. Đấy thì tôi chia sẻ với các bạn một chút như thế. Có thể tôi chia sẻ những cái các bạn bảo dài dòng đâu đâu thì các bạn bỏ qua nhé, được không ạ? Đấy là đầu tiên là tư duy. Tiếp theo, để mà nghiên cứu bất kỳ một doanh nghiệp nào, một ngành nghề nào, thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu về mô hình kinh doanh của cái doanh nghiệp, của cái ngành nghề đó một cách rõ ràng, đầy đủ và có quy trình. Thì khi chúng ta hiểu được họ vận hành như thế nào để ra tiền, họ kinh doanh như thế nào, họ kinh doanh như thế nào, thì chúng ta mới biết được doanh nghiệp này hở ở chỗ nào, tốt ở chỗ nào, lợi thế cạnh tranh ở chỗ nào, kém ở chỗ nào, cần phải phát huy chỗ nào, khắc phục chỗ nào, và cơ hội đến với nó ở chỗ nào. Thì chúng ta sử dụng cái mô hình phân tích gọi là SIPOC. Viết tắt của các cái từ như sau: S là viết tắt của supplier, tức là nhà cung cấp; I là viết tắt của từ input, tức là cái sản phẩm đầu vào, cái nguyên liệu đầu vào là cái gì; P là process, tức là cái quy trình sản xuất, quy trình kinh doanh của nó như thế nào để tạo ra sản phẩm, đó là output; và cuối cùng là nghiên cứu khách hàng của họ là ai. Đó, thế là chúng ta biết được rằng ông này có cái nhà cung cấp tốt chẳng hạn, hay là ông này tự chủ được nguồn nguyên vật liệu giá rẻ chẳng hạn, thế là lại có một lợi thế cạnh tranh nhỉ, đúng không? Đầu vào của ông này nó như thế nào, rồi quy trình sản xuất của ông này là độc đáo, là hiện đại nhất, là giá vốn rẻ nhất chẳng hạn, đó là ông ấy có lợi thế. Hay sản phẩm đầu ra của ông có độc đáo hay không, đúng không? Rồi khách hàng của ông ấy là ai, có trung thành hay không, đúng không? Đó, ví dụ như Học viện Ngân hàng, nhà cung cấp là ai, đúng không? Nhà cung cấp là bố mẹ các bạn sinh viên hay các bạn sinh viên ạ? Còn cái quy trình đào tạo như nào, và đầu ra sản phẩm chính là các bạn có năng lực gì, đúng không ạ? Và khách hàng của Học viện Ngân hàng là ai, là các ngân hàng đúng không, hay là các cái công ty đầu tư tài chính chứng khoán đúng không? Đấy, ví dụ chúng ta nghiên cứu cái Học viện Ngân hàng như thế chẳng hạn, thì chúng ta xem Học viện Ngân hàng có gì độc đáo ở đâu, có tạo ra được sản phẩm khác biệt không, khách hàng có tin tưởng vào Học viện Ngân hàng không, vân vân. Thì lúc ý chúng ta sẽ biết Học viện Ngân hàng có lợi thế cạnh tranh gì so với Đại học Kinh tế Quốc dân, hay so với thương mại, hay so với ngoại thương, hay vân vân. Đấy, ví dụ đấy. Tương tự chúng ta nghiên cứu một doanh nghiệp cũng y như vậy. Đó, thì đấy là phải tìm hiểu kỹ như thế, thì dần dần chúng ta sẽ hiểu doanh nghiệp. Và tìm hiểu cái này ở đâu? Một, các bạn lên mạng cứ search Google đi. Hai, các bạn chịu khó đọc những cái đánh giá, báo cáo, phân tích những cái đánh giá của các chuyên gia hàng đầu có uy tín. Các bạn lưu ý nhỉ, phải là có uy tín trong giới đầu tư, chứ không phải là các chuyên gia chém gió ở trên mạng. Không, chém gió nhưng với điều kiện họ phải là chuyên gia rất uy tín trong ngành và đã đạt được thành công, và các bạn nhìn thấy thành công đó, thì lúc ý chúng ta hãy học. Còn đừng học những cái chuyên gia mà chỉ là chuyên gia mổ, dùng marketing, dùng PR để chèn giọt. Đấy, các bạn lưu ý này như thế. Thì để biết những chuyên gia như thế nào, thì các bạn có thể tham khảo rất nhiều nguồn. Ví dụ những người đi trước, ví dụ những thầy cô, đúng không ạ? Thì họ sẽ chỉ cho các bạn. Đó, thì đầu tiên là phải nghiên cứu cái mô hình kinh doanh đã, với bất kỳ ngành nào. Rồi tiếp theo, vậy thì các cái trụ cột cần nghiên cứu các cổ phiếu ngân hàng là gì?
Thì xin thưa với các bạn, nghiên cứu để đầu tư cổ phiếu nó sẽ khác cái việc nghiên cứu dưới góc độ của một nhân viên tín dụng chẳng hạn, hay dưới góc độ của giám đốc chiến lược của ngân hàng, hay dưới góc độ của vân vân. Thì cái yếu tố định giá PE và PB, thì đầu tiên đối với ngành ngân hàng thì định giá là phương pháp nào nó phù hợp, đó là phương pháp PB và PE. Thì nhiều người cho rằng định giá ngành ngân hàng hỏi rằng tại sao lại là PB, bởi vì thấy ở trên thị trường ai cũng định giá theo PB đúng không? Thì vì sao định giá theo PB? Đó là vì ngân hàng là một cái công ty, một cái thực thể, nó kinh doanh chủ yếu là kinh doanh tiền, tài sản của nó cũng chủ yếu là tiền và có cái tính thanh khoản cao. Chính vì thế người ta sẽ định giá dựa trên cái tiền đó, dựa trên cái tài sản đó, thì người ta dựa vào gọi là PB. Còn vì sao các công ty sản xuất lại không định giá PB? Bởi vì cái vốn chủ sở hữu, cái tài sản của nó đầu tư vào máy móc rồi. Nếu mà nó có làm sao thì cái máy móc thì có khi là biến thành đống sắt vụn, thì không thể định giá theo vốn chủ sở hữu được. Nhưng mà ngân hàng thì kinh doanh tiền, chỉ có tiền, thế là định giá theo PB. Thì ông nào có cái hiệu quả sinh lời trên đồng vốn cao hơn thì PB sẽ cao hơn 1. Ông nào có hiệu quả sinh lời trên đồng vốn kém thì PB nhỏ hơn 1. Ví dụ. Tuy vậy, phân tích đánh giá bất kỳ doanh nghiệp cổ phiếu nào thì cuối cùng chúng ta cũng phải hướng đến lợi nhuận. Chính vì thế, với cá nhân tôi, kinh nghiệm đầu tư cũng 14-15 năm rồi, thì tôi thấy rằng phải kết hợp cả hai, cả PE nữa, chứ không chỉ PB không. Đó, PE nữa. PB là định giá trên cái gọi là vốn chủ sở hữu, tức là trên cái đống tiền của ngân hàng. Nhưng mà PE là định giá trên cái khả năng sinh lời của cái đống tiền đó. Thì chúng ta kết hợp cả hai phương pháp để đưa ra một cái kết luận cuối cùng. Đấy là đầu tiên là phương pháp định giá. Rồi tiếp theo, vậy thì các cái điều cần chú ý đối với ngành ngân hàng là gì? Là gì? Đầu tiên là cái công nghệ. Thì chúng tôi cho rằng nó là cái yếu tố sống còn trong cái thời đại mới này. Đó là công nghệ. Xin thưa các bạn, nhưng cách đây 5 năm, 7 năm về trước thì phân tích ngân hàng không ai đánh giá công nghệ cả. Người ta thay thế công nghệ bằng quy mô có lớn không, chi nhánh có nhiều không. Nhưng mà bây giờ quy mô lớn hay chi nhánh lớn nó không có nhiều tác dụng. Và chúng ta nghiên cứu phân tích chúng ta cũng phải update mới nhất. Các bạn lưu ý, đó là công nghệ là yếu tố sống còn trong cái thời đại mới này. Ông nào không ứng công dụng công nghệ thì ông sẽ bị tụt lùi và ông sẽ bị thay thế, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. Bởi vì các bạn có thể thấy gần đây người ta có các cái gọi là đồng tiền ảo, đồng tiền số, rồi các công ty tài chính, rồi vân vân, rồi là mobile money, rồi rất nhiều các thứ nó có thể đe dọa thay thế cái lĩnh ngành ngân hàng này. Chính vì thế những ngân hàng nào mà không ứng dụng công nghệ mạnh mẽ thì nó sẽ bị tụt lùi và sẽ bị hạ đò ván. Ngược lại, những cái ngân hàng nào mà ứng dụng công nghệ mạnh mẽ, nó không cần mở nhiều chi nhánh, nó có thể thu hút được khách hàng rất lớn. Và các khách hàng bây giờ đa phần có cần đến ngân hàng để giao dịch đâu, họ ngồi nhà họ giao dịch hết đấy chứ, đúng không ạ? Và khi ngồi nhà thì phải ông nào ứng dụng công nghệ một cách thuận tiện, đầy đủ, dễ sử dụng vân vân thì nó mới phát triển. Và một cái ví dụ gần đây nhất là một cái ngân hàng bé xíu. Năm 2011-12 thì ngân hàng này còn thuộc dạng nằm trong diện phải tái cơ cấu, không cẩn thận là bị mua với giá 0 đồng. Nhưng mà nhờ việc ứng dụng công nghệ tốt, chiến lược phát triển tốt mà ngân hàng này đã vươn lên trở thành một ngân hàng nhỏ thuộc dạng tốt nhất Việt Nam. Đó là ngân hàng Tiên Phong Bạch. Ứng dụng công nghệ rất tốt, rất mạnh mẽ. Thế là từ một cái xác chết, nó sống dậy và nó trở thành một ngân hàng vài tỷ đô, có triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và là niềm ao ước của rất nhiều ngân hàng. Ví dụ thế. Hay là cụ thể với cái việc dẫn đầu của mình, ngân hàng Techcombank ứng dụng công nghệ xuyên suốt và phát triển rất tốt. Thế là Techcombank cũng vươn lên củng cố vị trí dẫn đầu một cách bền vững ở khối ngân hàng ngoài quốc doanh. Và nhờ cái công nghệ này một phần đi đầu mà Techcombank đến năm 2021 này, nếu mà tính lợi nhuận thực tế về với cổ đông nhá, tức là phải trừ đi cái phúc lợi khen thưởng lung tung ấy, thì Vietcombank, xin thưa với quý vị là Techcombank đã là số 1 Việt Nam vượt qua Vietcombank rồi. Và cái
khoảng cách giữa Techcombank và Vietcombank thậm chí trong vài năm nữa nó còn nới rộng hơn nữa cơ. Thì bây giờ số 1 Việt Nam không phải Vietcombank mà là Techcombank. Đó là nhờ công nghệ đấy. Còn nếu không nhờ công nghệ, nhờ quy mô vốn rồi là nhờ chi nhánh thì làm sao các ngân hàng tư nhân có thể vượt được? Cách đây 10 năm trước thì các ngân hàng tư nhân đâu đó chỉ bằng một chi nhánh vừa vừa của ngân hàng quốc doanh rồi. Nhưng bây giờ nó thậm chí vượt cả ngân hàng quốc doanh. Đó, một trong những cơ sở đó là công nghệ. Rồi tiếp theo, ngân hàng nào có nhiều sản phẩm dịch vụ mới thì nó sẽ mang lại cái tính đột phá. Bởi vì các bạn học ngân hàng thì các bạn học tài chính ngân hàng, các bạn sẽ biết về cơ bản các ngân hàng được điều hành rất chặt chẽ bởi ngân hàng nhà nước. Hàng năm họ cấp cái hạn mức tín dụng cho mỗi ngân hàng. Tức là không phải họ tự phát triển, muốn phát triển bao nhiêu phát triển đâu, mà chỉ được trong cái hạn mức tăng trưởng tín dụng nhất định. Ví dụ năm nay trung bình các ngân hàng được cho hạn mức tăng trưởng tín dụng khoảng 12%. Thì có những ngân hàng vượt trội hơn, ví dụ như Techcombank và Tiên Phong Bank được tăng trưởng trên 17%, đúng không ạ? MB được hơn 15% chẳng hạn, ví dụ thế. Thì với cái tốc độ tăng trưởng thế mà để các ngân hàng nó có thể vượt trội hẳn, tức là lợi nhuận nó phải tăng 30-40% và nhiều hơn, thì nó lại dựa rất nhiều vào các cái sản phẩm dịch vụ mới sẽ mang lại những cái tính đột phá như thế. Còn cái mảng kinh doanh truyền thống thì về cơ bản nó chỉ tăng trưởng theo tăng trưởng tín dụng thôi. Đó. Thì các cái sản phẩm dịch vụ mới nó có thể mang lại cái hiệu quả cho ngân hàng rất cao. Tôi xin lấy một ví dụ. Cái mảng liên quan đến công ty chứng khoán, bảo lãnh phát hành này kia của ngân hàng Techcombank, thì năm nay cái công ty chứng khoán Techcombank Security lợi nhuận nó đã hơn 3.000 tỷ sau thuế năm 2021. Tức là lợi nhuận của nó bằng một ngân hàng vừa vừa rồi. Đó, nó mang lại đột phá rất lớn. Hay là cái ngân hàng VIB rất nhỏ, nhưng mà nhờ việc đi đầu và thúc đẩy rất mạnh cái lĩnh vực gọi là bán bảo hiểm qua ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ rồi rất nhiều bảo hiểm qua ngân hàng, mà cái lợi nhuận riêng từ bảo hiểm của nó hàng năm cũng thu cả ngàn tỷ rồi. Đấy, nó góp phần thúc đẩy cho cái ngân hàng để phát triển rất tốt. Đó, thì cái sản phẩm dịch vụ mới chúng ta cũng cần phải đọc. Thì các bạn đọc cái này ở đâu? Đọc cái công nghệ sản phẩm dịch vụ mới ở đâu? Các bạn hãy vào báo cáo thường niên của các ngân hàng các bạn đọc. Các bạn lên các tạp chí ngân hàng các bạn đọc. Các bạn hỏi thăm các thầy cô ở học viện ngân hàng của các bạn về việc nơi nào tìm hiểu thông tin về ngành ngân hàng tốt thì các bạn lên đọc. Đó, đấy là cái phần thứ hai. Và phần thứ ba cần phải chú ý, đó là chất lượng tài sản và nguồn vốn tốt. Nguồn vốn tốt, chất lượng tài sản và nguồn vốn là tối quan trọng đối với ngành ngân hàng. Bởi vì sao? Bởi vì ngân hàng là một cái trung gian, ngành nghề chính là một trung gian đi vay tiền của người dân và cho khách hàng vay lại, họ ăn chênh. Thì cái khoảng chênh ở giữa nó đâu đó khoảng 3-5%. Tức là ví dụ các bạn gửi vào ngân hàng khoảng 5% thì họ cho vay ra khoảng 8-10%. Thì như vậy các bạn thấy rằng nó chỉ có 3-5% thôi. Tức là các bạn cho vay ra 100 tỷ thì các bạn chỉ ăn được chênh 3-5 tỷ. Và lại còn rất nhiều các cái chi phí khác phải chi. Vậy thì cái yếu tố quản trị rủi ro, yếu tố chất lượng tài sản đây vô cùng quan trọng. Vì sao? Vì nếu mà chỉ cần 3-5% khách hàng đó không trả được nợ, vỡ nợ, thế là coi như các bạn đã về không rồi đấy. Các bạn đã không được một xu nào đấy. Còn chưa kể đến các chi phí vận hành nhé. Thế thành ra thực tế cái biên lợi nhuận của các ngân hàng cuối cùng ấy chỉ được khoảng độ 1-4% thôi. Vậy thì các khách hàng chỉ cần vỡ nợ phá sản dưới 4% coi như là ngân hàng về mỏ rồi. Từ 3-4% là các ngân hàng về không rồi, làm ăn công cốc. Bởi vậy cho nên chúng ta phải chú ý đặc biệt đến cái gọi là chất lượng tài sản và nguồn vốn. Đúng không ạ? Đó. Và cái nguồn vốn tốt thì thường lại giúp chất lượng khách hàng tốt và tài sản tốt, dẫn đến niềm cảm. Thì nguồn vốn ở đây là gì? Tức là cái việc huy động vốn đấy của các ngân hàng ấy, thì các bạn chú ý đến cái chỉ số gọi là CASA, đúng không? Chất lượng tài sản thì chú ý đến tỷ lệ nợ xấu này, tỷ lệ trích lập dự phòng nợ xấu này. Còn chất lượng nguồn vốn thì chú ý đến tỷ lệ CASA. CASA ở đây là viết tắt của tiền đại loại, được định nghĩa là tiền gửi không kỳ hạn. Thì cái tiền gửi không kỳ hạn vào ngân hàng lãi suất đâu đó có 0,2% một năm mà thôi. Thì cái lãi suất ý rất thấp.
thì các ngân hàng cho vay lại chỉ cần cho vay lại 5-6% thôi là họ đã ăn chênh 5%, rất tốt. Thế thành ra ngân hàng nào có CASA cao ấy thì chứng tỏ cái giá vốn huy động của họ rất thấp. Mà giá vốn huy động thấp ấy thì họ có quyền cho vay thấp, và khi họ cho vay thấp thì họ lại lựa chọn được những khách hàng tốt nhất. Họ loại bỏ những khách hàng xấu. Bởi vì những ông tốt nhất thì ông phải cứ đến chỗ nào rẻ ông vay, đúng không? Thì chúng ta thấy tốt chúng ta có thể cho vay thấp hơn một chút. Nhưng mà cái từ đó thì thu hút được rất nhiều các khách hàng chất lượng hàng đầu. Và khi thu hút được các khách hàng tốt thì dĩ nhiên tài sản của chúng ta tốt, niêm cao thì lợi nhuận rất bền vững. Đó, tôi lấy ví dụ đơn cử như Techcombank, nhiều năm ứng dụng công nghệ và phát triển rất mạnh mẽ. CASA của họ bây giờ từ 42-46%. Thì giá vốn huy động bình quân của họ nha, xin thưa các bạn, có 2.15% thôi. Tức là họ huy động lãi vào có 2.15% thôi, không phải là 6% như chúng ta nhìn thấy trên mạng là tiền gửi một năm đâu. Bởi vì họ có rất nhiều các khoản tiền gửi không kỳ hạn với lãi suất chỉ có 0.2%. Thì khi họ vay với lãi suất có 2.1%, 15% thì họ chỉ cần cho vay 5.15% thôi là họ đã ăn 3% rồi. Họ cho vay 6.15% là họ đã ăn 4% rồi. Ngược lại, rất nhiều các ngân hàng khác giá vốn huy động lên đến 4.1%, 4.4%. Thế là giá vốn huy động đã cao gấp đôi rồi. Đúng không? Thì họ phải cho vay cao, họ cho vay 8%, 10%, 12%. Thì khi người ta cho vay cao thì chỉ có những người xấu họ mới chịu gọi là mua vay cao. Còn những người tốt người ta đến với ông cho vay thấp. Đó, thì đấy là cái chất lượng tài sản và nguồn vốn. Thì tôi xin kết luận lại cái chất lượng này. Đó là tài sản thì các bạn dựa vào cái tỷ lệ nợ xấu thì xem ở phần cân đối kế toán. Được chưa? Tỷ lệ dự phòng nợ xấu thì cũng xem ở phần cân đối kế toán và thuyết minh báo cáo tài chính, phần cho vay khách hàng. Còn chất lượng nguồn vốn thì các bạn xem ở phần nguồn vốn ở ngân hàng trong báo cáo tài chính. Các bạn xem ở phần tiền gửi của khách hàng. Thì các bạn kéo xuống thuyết minh phần tiền gửi của khách hàng, nó sẽ cho biết tiền gửi không kỳ hạn là bao nhiêu, thì các bạn sẽ tính được CASA. Còn giá vốn huy động thì các bạn sử dụng chi phí lãi vay và các khoản tương tự, các bạn chia cho tổng cái khoản huy động, thế là các bạn ra giá vốn huy động. Đó là đánh giá được chất lượng tài sản và nguồn vốn rồi đó. Tiếp theo, yếu tố thứ tư cần phải chú ý đối với phân tích định giá cổ phiếu ngành ngân hàng, đó là hiệu quả hoạt động và tăng trưởng. Thì đây là cái kết quả cuối cùng mà cổ đông của chúng ta nhận được, đúng không ạ? Thì đầu tiên là hiệu quả hoạt động. Thì quý vị dựa vào đó là ROE của ngân hàng như thế nào, tức là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có cao không đó. Rồi các bạn này dựa vào lợi nhuận bình quân của mỗi nhân viên làm ra được bao nhiêu. Đó thì cho biết cái hiệu quả hoạt động. Rồi tiếp theo tăng trưởng, chúng ta xem cái quá trình tăng trưởng tín dụng của người ta trong quá khứ thế nào. Đúng không? Rồi trong tương lai thế nào, thì tăng trưởng trong tương lai như thế nào, các bạn dựa vào cái hệ số K. Hệ số K mà càng cao thì ngân hàng nhà nước sẽ cho họ tăng trưởng tín dụng cao và tương lai họ sẽ tăng trưởng rất cao. Nhưng mà nếu các bạn không tính được cái hệ số K ấy, thì các bạn tính cái hệ số đòn bẩy, tức là các bạn lấy tổng tài sản chia cho tổng vốn chủ sở hữu. Nếu cái hệ số nó càng thấp thì cho thấy là cái đòn bẩy thấp. Khi đòn bẩy thấp thì ngân hàng nhà nước sẵn sàng cho vay cao hơn, sẵn sàng cho họ có cái hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn. Thì khi cái tăng trưởng tín dụng cao hơn thì dĩ nhiên các cái dịch vụ khác cũng kéo theo cũng tăng cao hơn. Thế là lợi nhuận, kết quả kinh doanh của ngân hàng sẽ tăng cao hơn. Chính vì cái cơ sở này tôi mới dự báo rằng là các ngân hàng nhà nước cơ bản chỉ 3 năm nữa thôi, đến 5 năm nữa thôi là mấy ngân hàng tư nhân vượt hết mấy ông BIDV, Vietinbank. Còn để vượt Vietcombank thì chắc chỉ có Techcombank và thêm VPBank là cùng. Đó, nhưng biết đâu mấy ngân hàng kia có thể vượt Vietcombank. Đó. Bởi vì các ngân hàng nhà nước cái hệ số đòn bẩy quá cao, K quá thấp thì thành ra họ được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng thấp. Và khi hạn mức tín dụng thấp thì mọi cái khác đều thấp. Đó, thì đấy là chúng ta phân tích đánh giá về ngành ngân hàng thì các bạn cứ đọc theo cái đó. Và ở đây cái nội dung, ví dụ nội dung cái khóa học phân tích định giá cổ phiếu ngân hàng tôi đào tạo mất khoảng độ 6 đến 8 tiếng đồng hồ bắt tay chỉ việc. Thì thành ra tôi cũng không thể đưa hết được các nội dung chi tiết vào đây.
do thời gian chúng ta có hạn. Thì các bạn cứ nghe kỹ đi, các bạn ứng dụng vào dần dần, tìm hiểu từ từ từng thứ rồi các bạn sẽ ra. Đúng không? Và cái việc phân tích, định giá, nghiên cứu nó là một quá trình cũng giống như các bạn học đại học 4 năm ấy. Thì mình muốn phân tích ngành ngân hàng hay ngành nào đi chăng nữa thì mình cũng cần phải một quá trình 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, thậm chí 2 năm, thậm chí 3 năm. Nhưng mà khi các bạn thạo rồi ấy, thì các bạn đầu tư nó mang lại cho các bạn nhiều tỷ đồng. Thành ra nó rất xứng đáng để các bạn hãy cố gắng tập trung tìm hiểu. Đúng không ạ? Tiếp theo, đến với cái ngành bất động sản. Thì những cái điều cần chú ý khi phân tích ngành bất động sản như sau. Đầu tiên, chúng ta hãy phân biệt ngành bất động sản. Nó không phải là một ngành chung, mà nó là phân biệt ra nó là ba cái ngành nhỏ hơn. Chủ yếu ba ngành nhỏ hơn. Một là ngành phát triển bất động sản. Ví dụ Vinhome, ví dụ như Nam Long, ví dụ như Khang Điền, ví dụ như DIG, ví dụ như Nhà Từ Liêm, ví dụ như Sudico, ví dụ như Masterite, ví dụ như Tân Hoàng Minh, vân vân. Thì đó gọi là công ty phát triển bất động sản. Tức là sao? Họ xây các khu đô thị, họ xây các tòa chung cư, họ bán nhà, bán biệt thự, phân lô bán nền. Thì đấy là phát triển bất động sản. Còn loại hình bất động sản thứ hai là bất động sản khu công nghiệp. Tức là họ giải phóng mặt bằng một cái khu đồng ruộng nào đó, mấy trăm hecta ấy, rồi họ làm đường, họ làm điện, họ làm trạm nước, rồi họ cho thuê các mảnh đất ấy. Thế là các cái doanh nghiệp FDI, Samsung, Apple, LG, rồi là các cái doanh nghiệp trong nước thế đến đây thuê đất. Thuê thì thường thuê 50 năm. Thuê đất thì họ mở nhà máy như mở công xưởng, họ sản xuất kinh doanh. Thì công ty bất động sản khu công nghiệp này sẽ ăn được cái tiền thuê 50 năm đó. Đó, đấy là lĩnh vực thứ hai. Lĩnh vực thứ ba là bất động sản cho thuê, văn phòng vân vân. Thì đó là ví dụ như là Vinhome Retail, VRE ở trên sàn. Thì họ có các cái trung tâm thương mại. Các bạn hay đến các cái trung tâm thương mại của Vincom, Vinhome đấy, đúng không ạ? Vân vân. Thì các bạn đến mua sắm chẳng hạn. Thì đấy, những cái công ty nó sở hữu các mặt bằng đó nó cho thuê. Rồi là những cái công ty nó cho thuê về văn phòng chẳng hạn. Thì đấy là bất động sản cho thuê. Thì đối với mỗi một loại hình bất động sản cho thuê thì chúng ta lại có cách nhìn nhận đánh giá nó khác nhau một chút. Khác nhau một chút. Thì các bạn thích lĩnh vực nào phải tập trung vào lĩnh vực đó. Thì nếu các bạn cần thì mấy hôm nữa các bạn có thể inbox vào page AZFin Việt Nam. Thì tôi sẽ báo các bạn nhân viên sẽ gửi cho các bạn các cái bài viết về cụ thể hơn về đánh giá cổ phiếu phát triển bất động sản và cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp. Thì tôi mới viết hai cái đó, và đấy cũng là hai cái gọi là độc nhất ở Việt Nam mà người ta viết, người ta chia sẻ ra. Đó. Thứ hai là cái phương pháp định giá phù hợp với bất động sản, người ta gọi là người ta dùng cái phương pháp RNAP, tức là định giá lại giá trị tài sản thật. Bởi vì theo nguyên lý của kế toán báo cáo tài chính thì họ sẽ ghi nhận các cái tài sản vào báo cáo tài chính theo giá vốn hình thành lên, tức là theo giá gốc. Ví dụ ở Vinhome họ giải phóng mặt bằng được một khu 1.000 hecta, hết có 1.000 tỷ thôi, thế là họ ghi vào đấy có 1.000 tỷ. Nhưng mà giá thị trường kể cả 20-30.000 tỷ thì họ không thể ghi theo giá thị trường mà họ ghi theo giá hình thành. Giá hình thành tức là tiền bỏ ra giải phóng mặt bằng đền bù, tiền bỏ ra làm hạ tầng vân vân liên quan. Đó, họ ghi vào đấy. Đó. Chính vì thế cho nên là chúng ta định giá bất động sản chúng ta phải lôi những cái miếng đất đó ra. Chúng ta bảo giá sổ sách có 1.000 tỷ thôi nhưng giá thị trường 10.000 tỷ. Thế là tôi cộng thêm 9.000 tỷ vào. Được chưa? Rồi lại giá cái khu đô thị này của ông ấy làm hết có 3.000 tỷ nhưng mà giá thị trường phải 7.000 tỷ. Thế là tôi lại cộng thêm 4.000 tỷ. Thế là chúng ta cứ đánh giá hết các cái khu đất như thế, các cái quỹ đất như thế, chúng ta cộng lại phần chênh ấy. Thế là chúng ta thấy được rằng giá trị tài sản ròng của nó thực tế nó cao hơn hay nó thấp hơn. Thì từ đó chúng ta so với giá thị trường. Thì giá thị trường của cả công ty ví dụ 20.000 tỷ nhưng mà giá trị tài sản ròng tính ra trừ hết đi nợ đi, nó lại lên đến 60.000 tỷ chẳng hạn. Thì như vậy công ty đang được định giá rẻ và có thể đầu tư được. Đấy là phương pháp định giá RNAP. Tiếp theo, chúng ta cần phải chú ý những cái đặc biệt khi đánh giá cổ phiếu bất động sản như sau. Đó là liên quan đến quy mô của cái quỹ đất sạch có lớn không, rồi vị trí quỹ đất sạch có đắc địa không, rồi quyền phát triển dự án có nhiều không.
Thì tất cả những yếu tố này nó sẽ quyết định cái triển vọng tương lai của các công ty bất động sản. Chứ không phải nhìn vào lợi nhuận hiện tại có cao không, tương lai sẽ cao không. Nó phải dựa vào quy mô quỹ đất, vị trí quỹ đất, rồi quyền phát triển các dự án có nhiều không. Nếu họ có rất nhiều cái đó thì tương lai họ sẽ tăng trưởng và phát triển bất mạng. Vì sao lại thế? Vì chúng ta đầu tư cổ phiếu là đầu tư vào tương lai, là kỳ vọng vào tương lai. Thì tương lai của bất động sản có mang lại kết quả cao hay không thì phải dựa vào cái quy mô quỹ đất, vị trí quỹ đất và quyền phát triển các khu đô thị, các dự án của nó. Đó, thì cái này đọc ở đâu? Thì các bạn đọc ở báo cáo thường niên, các bạn đọc ở báo cáo tài chính, các bạn vào website của công ty bất động sản đọc xem có những dự án nào. Đó, tiếp theo. Vậy thì yếu tố tiếp theo cần phải chú ý, đó là năng lực triển khai dự án và năng lực tài chính của các doanh nghiệp này. Thì nó quyết định đến cái tính hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như sự an toàn cho khu đô. Năng lực triển khai dự án là một cái điều mà chúng ta cần phải đặc biệt chú ý, thưa các bạn. Vì nếu chúng có nhiều quỹ đất đi chăng nữa nhưng mà triển khai kém thì cổ đông cũng không được hiệu quả cả. Tôi lấy ví dụ cách đây 5-7 năm, 10 năm trước, mười mấy năm trước thì Vinacolex và Tổng Công ty Sông Đà là hai trong những cái tập đoàn có cái lượng bất động sản nhiều nhất Hà Nội, nhiều nhất Việt Nam. Họ nhiều kinh khủng luôn. Nhưng vì là năng lực triển khai dự án của họ có hạn, họ làm chậm như rùa. Thế thành ra là cái kết quả lợi nhuận người này kia của cổ đông không được đảm bảo. Không được đảm bảo. Ngược lại, Vinhome, tiền thân là công ty cổ phần Vincom ngày xưa ấy, phát triển bất động sản. Xin thưa với quý các bạn, quý các thầy cô các bạn, đó là năm 2008, 2009, 2010 ấy, thì bất động sản của Vinhome, Vincom bé bằng cái móng tay so với các cái công ty kia. Chỉ bằng móng tay thôi. Đó, nhỏ xíu thôi. Làm sao bằng một nửa, 1/3 các công ty được kia được. Nhưng là vì nhờ năng lực triển khai và năng lực phát triển rất mạnh, thế thành ra Vin bây giờ gấp cả chục lần các công ty kia. Và những ai đầu tư vào Vinhome những ngày đầu, Vin những ngày đầu đều có hiệu quả gấp mấy chục lần tài khoản. Đó là năng lực triển khai dự án rất tốt. Rồi tiếp theo năng lực tài chính thì gần đây các bạn có thể đọc báo nghe rất nhiều đến cái vụ Evergrande của Trung Quốc, tỷ lệ nợ vay nó rất cao, áp lực nợ vay rất lớn, đúng không ạ? Thì khi năng lực triển khai dự án của họ có hạn, họ đầu tư dàn trải quá thì cái tài chính họ sinh ra để trả nợ, trả lãi vân vân kém, khiến cho công ty rơi vào vòng khó khăn. Thì cái năng lực tài chính này thì thông qua cái tỷ số gọi là các bạn lấy nợ vay nhé, không phải nợ phải trả mà là nợ vay chia cho vốn chủ sở hữu, nếu nó dưới 0,8 đối với lĩnh vực bất động sản là ok. Đó, thì các bạn khai thác ở trong báo cáo tài chính cái năng lực tài chính này. Bên cạnh đó các bạn có thể thấy lấy cái lợi nhuận ròng chia cho lãi vay gấp đâu đó khoảng 7-8 lần là an toàn, còn nếu gấp đôi thôi là không an toàn. Và cái yếu tố cuối cùng khi cần phải chú ý khi phân tích, nghiên cứu, đánh giá các cái cổ phiếu bất động sản, đó là chúng ta phải đánh giá được các cái dự án đang phát triển là ở giai đoạn nào. Ở giai đoạn nào? Bởi vì đặc thù của ngành bất động sản nó sẽ không đều đặn như các cái doanh nghiệp sản xuất. Đó là sản xuất rất đều đặn thì lại có doanh thu lợi nhuận đều đặn. Ví dụ như là các doanh nghiệp sản xuất hay các doanh nghiệp cảng biển chẳng hạn, nó cứ làm hàng container đấy, lợi nhuận cứ đều. Hay là doanh nghiệp sản xuất dệt may chẳng hạn, đúng không? Hay doanh nghiệp sản xuất gỗ, doanh nghiệp sản xuất đá, nó cứ đều đều. Nhưng mà bất động sản khác. Bất động sản thì theo quy định của thông tư 14, thông tư về ghi nhận tình hình kết quả kinh doanh, thì là tất cả các doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu lợi nhuận khi hàng hóa cơ bản được chuyển giao cho người mua. Thì chính vì thế cho nên bất động sản sẽ ghi nhận doanh thu lợi nhuận rất nhiều khi người ta bàn giao nhà. Bàn giao nhà thì có thể năm nay bàn giao nhiều thì lợi nhuận gấp đôi năm sau. Đó, nó không ổn định. Chính vì thế chúng ta phải xác định được rằng các dự án nó đang ở giai đoạn nào. Nếu đang ở giai đoạn mở bán gọi là âm thì chỉ trong gọi là một năm tới thôi lợi nhuận sẽ rất cao. Mà giá cổ phiếu chưa tăng thì chúng ta phải nhảy vào mua giai đoạn đó, chúng ta phải mua trước. Và cái điều này phát hiện ở đâu? Thì đối với bất động sản khu công nghiệp thì các bạn phát hiện ở cái vấn đề là doanh thu dài hạn chưa thực hiện ở trong phần nợ phải trả trong báo cáo tài chính. Thì khi các bạn vào đấy
các bạn xem, nếu mà cái doanh thu dài hạn chưa thực hiện nó tăng lên rất lớn, chứng tỏ rằng công ty bất động sản khu công nghiệp thì nó cho thuê được rất nhiều, đang cho thuê được rất nhiều, đang nhé, rất nhiều, thế là nó mới tăng lên. Thì tương lai nó sẽ hạch toán rất nhiều doanh thu của nó. Nhưng với điều kiện định giá của nó còn rẻ hoặc là giá nó chưa tăng thì lúc ý mới là cơ hội vàng. Còn đối với các doanh nghiệp phát triển bất động sản thì các bạn xem phần người mua trả tiền trước nó có tăng lên mạnh mẽ không. Nếu nó tăng lên rất nhiều thì cho thấy công ty này bán hàng rất tốt và sắp hạch toán doanh thu lợi nhuận đây. Đó, thì đấy là tôi chia sẻ đến quý thầy cô và các bạn sinh viên về những cái điều cần thiết khi nghiên cứu về doanh nghiệp cổ phiếu ngân hàng cũng như là bất động sản. Đó. Và tiếp theo chia sẻ với quý thầy cô và các bạn liên quan đến việc lựa chọn cổ phiếu nói chung. Đó là cần phải tập trung vào 3 yếu tố cốt lõi sau: tăng trưởng cao và bền vững, tức là có lợi thế cạnh tranh, phải tìm những cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh thì mới tăng trưởng cao và bền vững. Ví dụ Học viện Ngân hàng rất là nổi tiếng với việc đào tạo ngân hàng, đào tạo tài chính chẳng hạn. Thế thì cái lợi thế này ngày càng mạnh chẳng hạn thì sẽ thu hút được ngày càng nhiều các sinh viên chất lượng, tức là đầu vào tốt. Thì khi có đầu vào tốt và ngành này các thầy cô, các quý nhà trường đào tạo rất tốt, thực tế rất hay, thế thì tạo ra các sản phẩm là các bạn, các cán bộ ngành ngân hàng, ngành tài chính rất giỏi. Thì khi đó người sử dụng lao động họ rất là tin tưởng, họ đánh giá rất cao. Thế là dần dần từ cái đó thì lại nhiều người lựa chọn đến Học viện Ngân hàng hơn, đúng không ạ? Nhiều người giỏi lựa chọn Học viện Ngân hàng hơn, thế là sản phẩm lại ngày càng giỏi và nhà người sử dụng lao động ngày càng hài lòng. Thế là từ đó Học viện Ngân hàng cứ thế tiến lên một cách bền vững. Tương tự như doanh nghiệp cũng thế, họ có lợi thế cạnh tranh mạnh, đúng không ạ? Lợi thế mạnh thì họ mới chiếm được thị phần của người khác, họ mới chiếm được miếng bánh ngon, họ mới tăng trưởng mạnh, và họ tăng trưởng mạnh thì lợi nhuận mới tăng trưởng mạnh và cổ đông là chúng ta mới có thành quả lớn. Đó, đầu tiên đó là chọn cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh khiến nó tăng trưởng cao và bền vững. Thứ hai là yếu tố quản trị công ty phải rất tốt. Rất nhiều các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh phát triển cũng ổn nhưng mà quản trị công ty rất tệ hại. Thì quản trị tệ hại thì nó khiến cho hai vấn đề: một là doanh nghiệp sẽ không đi xa được, thứ hai là có đi xa được đi chăng nữa thì cổ đông chúng ta nhỏ lẻ, bị coi thường và chúng ta không được họ chia chác gì cả, khéo lợi nhuận họ lại rút ruột hết. Đấy là cái vấn đề rất nguy hiểm. Còn quản trị tốt thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển liên tục. Tôi lấy ví dụ một cái trường hợp là đó là tôi đi hỏi thăm một số các cái chuyên viên tín dụng khi tôi nghiên cứu cổ phiếu Hòa Phát, FPT và một số cổ phiếu khác. Thì tôi thấy họ cho nói rằng nhân viên của FPT và Hòa Phát không đút lót được anh ạ, không thể đút lót được. Mời họ vay cứ chỗ nào rẻ, chỗ nào ngon họ vay, chỗ nào ưu đãi họ vay, chứ không bao giờ đút lót mà họ để ở chỗ mình đâu. Thì nghiên cứu sâu hơn mới thấy rằng cái tập đoàn Hòa Phát này quản trị nó tốt, văn hóa nó tốt. Ông chủ tịch ông rất nghiêm chỉnh, ông bác Long ấy, nghiêm chỉnh thể hiện qua rất nhiều yếu tố. Tôi chỉ lấy ví dụ một yếu tố, đó là các cái công ty con hoạt động kinh doanh của Hòa Phát ấy, thì Hòa Phát đều nắm 99,9%. Tức là không có chuyện công ty nào ngon thì bác Long bác ấy cho Hòa Phát chỉ nắm 50%, còn bác ấy nắm riêng bên ngoài đâu. Mà bác ấy dồn về tập trung, gọi là tôi có thể gọi là one Hòa Phát, tức là một Hòa Phát. Thế là tập đoàn này nó nắm 99,9%. Thế là mọi thứ tập trung vào hết vào đấy, thì bác Long tập trung dồn hết tâm trí vào đó, không có sân sau, không có vân vân, đúng không ạ? Nếu có phân sau thì lúc nào cũng phải nghĩ làm sao mà ta phải rút ruột công ty để chuyển sân sau. Riêng cái việc nghĩ như thế thì đã không tập trung vào làm việc, thế thì làm sao đi phát triển được lớn lao, đúng không ạ? Đó, thế thành ra khi một chủ tịch mà liêm chính mà chuẩn chỉ thì tổng giám đốc sẽ học hỏi theo chủ tịch nghiền liêm chính và chuẩn chỉ. Tổng giám đốc liêm chính và chuẩn chỉ thì các phó tổng giám đốc rồi các giám đốc các khối thì cũng liêm chính và chuẩn chỉ. Bởi vì họ lệch cái guồng ấy, họ lệch với văn hóa, ngay lập tức họ bị đào thải, họ không còn phù hợp nữa. Rồi là các trưởng phòng cũng liêm chính và đầy đủ, các nhân viên thì tận tâm. Đó.
Rồi cộng thêm, ví dụ như họ mà có cơ chế tốt chẳng hạn, thế là nhân viên họ cứ tận tâm thôi, thế là họ được thưởng, được lĩnh thành quả rất cao, thì họ việc gì phải nghĩ đến cái chuyện lom dom để đi kiếm chắc một vài đồng. Đúng không? Đó, cũng giống như ví dụ bác Long, bác nghĩ rằng bác ấy tập trung hết công sức cho Hòa Phát, nó tăng trưởng mạnh mẽ, thế là cái phần của bác ấy tuy không phải 100% mà 35-40% chẳng hạn, thì cũng đủ, rất to lớn rồi. Còn tuần ra bên ngoài thì bác hưởng 100% số tuần, nhưng mà bác ấy lại không hiệu quả bằng, thế thành ra cũng không bằng cái việc là tập trung vào Hòa Phát. Đó, và khi từ trên xuống dưới liêm chính thì từ dưới đổ lên thì họ cũng rất tử tế. Còn ngược lại, chủ tịch mà lại có sân sau, chủ tịch mà lại bòn rút thì kế toán trưởng cũng lại bòn rút. Tổng giám đốc bảo ôi thằng chủ tịch nó còn bòn rút, tao cũng phải kiểm tra. Đúng không? Giám đốc các khối mà bòn rút, ui phó, vì tổng giám đốc bòn rút mà, giám đốc các khối cũng nghĩ phải ăn tí. Rồi đến trưởng phòng cũng nghĩ ui thằng giám đốc kia nó ăn 10 mình phải ăn 2. Rồi đến nhân viên bảo ui thằng trưởng phòng kia nó ăn rồi, tôi cũng phải đút túi một tí. Thế là cả một tổ chức gọi là loạn xạ cả lên, không phát triển được. Không phát triển được. Đó, hay là ví dụ cao hơn ở tầm quốc gia như là Singapore chẳng hạn. Cơ chế mọi thứ nó rất tốt. Cứ tham nhũng một đồng là nó mất hết, thế thành ra nó không dại gì mà nó vì tham nhũng một tí mà nó mất hết danh dự và mất hết mọi thứ. Và ở trên từ thủ tướng đổ xuống, họ rất liêm chính. Thì ở dưới, từ dưới đổ lên họ cũng rất rất là chuẩn chỉ. Hay thế giới di động cũng thế thôi. Và chỉ có những cái tổ chức có quản trị công ty tốt như thế, một năm mới mở 1.200 cửa hàng, xin thưa với các bạn. Thế giới di động là một trong những cái công ty có năng lực triển khai tốt nhất thế giới, không phải tốt nhất Việt Nam hay Đông Nam Á đâu ạ. Tốt nhất thế giới. Hòa Phát là một cái công ty có hiệu quả kinh doanh số 1 thế giới trong lĩnh vực thép. Không đơn giản đâu ạ. Nó gấp hồi 2 tất cả các cái tập đoàn thép lớn nhất thế giới. Hiệu quả kinh doanh này không hề đơn giản đâu. Việt Nam chúng ta cũng đang có những cái gọi là doanh nghiệp siêu xuất sắc. Và tương lai các bạn sinh viên ở đây, nếu tư duy chuẩn, tư duy đúng, thì các bạn cũng sẽ là những nhà đầu tư thiên tài của đất nước này. Chúng ta hoàn toàn là điều được. Và điều thứ ba, điều cuối cùng, để mà chọn một cổ phiếu sinh lời tốt, đó là định giá nó phải hấp dẫn, phải rẻ. Đúng ạ. Cổ phiếu tăng trưởng cao, quản trị tốt mà định giá quá cao thì chúng ta không có được cái kết quả cả. Định giá phải rẻ. Và nhiều người bảo cổ phiếu mà như thế kia mày định giá rẻ làm gì có. Nhưng xin thưa với các bạn, ở Việt Nam hay ở Mỹ thế thôi, rất nhiều lúc cổ phiếu rẻ bèo bọt này. Có những cổ phiếu blue chip xịn vô cùng, định giá bằng nửa cổ phiếu lởm làm giá. Ở Việt Nam đầy. Bởi vậy cho nên các anh hùng, các nhà đầu tư huyền thoại ở Việt Nam ấy, tôi mới thấy có nhà đầu tư trên 100% một năm duy trì mười mấy năm quản. Thưa các bạn, họ nhân hơn 1.000 lần tài khoản trong vòng mười mấy năm quản. Đó. Thì thay cho cái kết về cái việc chuẩn bị tư tưởng để làm sao đầu tư hiệu quả, đó là tôi tặng bạn ba từ, các bạn ba từ: tinh, tĩnh, tỉnh. Phải luyện điều đó. Còn các bạn muốn biết tinh, tĩnh, tỉnh cụ thể như thế nào thì đến nữa có thể inbox cho tôi hoặc cho AFFIN, thì tôi sẽ báo các bạn nhân viên hỗ trợ các bạn, để các bạn có những cái clip, có những nội dung các bạn nghe về cái vấn đề này để chúng ta tư duy đúng. Và cũng rất hy vọng cái tỷ lệ các bạn đây sau này thành công trong lĩnh vực đầu tư là trên 20%. Lúc đó đã là quá thành công, quá mạnh mẽ. Và đó cũng là thành quả rất lớn lao từ các thầy cô. Các thầy cô. Trên đây là những nội dung tôi chia sẻ. Và tiếp theo đến cái phần gọi là trao đổi, giao lưu, trao đổi giao lưu, thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn tận tình các cái câu hỏi. Trong vòng thời gian chúng ta sẽ triển khai thêm khoảng độ 30 đến 45 phút nữa, đúng không ạ? Vâng ạ, xin mời các bạn. Vâng, xin cảm ơn phần trao đổi rất là hấp dẫn từ anh Phục. Thì bây giờ các bạn sinh viên nào, có bạn nào có câu hỏi thì các bạn có thể hỏi trực tiếp, hoặc là các bạn có thể gửi theo cái mã QR code mà chúng tôi đã cung cấp lên trên fanpage của khoa tài chính. Ở đây thì chúng tôi cũng đã thu được rất nhiều các bạn sinh viên rồi. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi là mong muốn các bạn sinh viên hãy trao đổi hỏi trực tiếp anh Phục trước. Vâng, xin mời các bạn.
Vâng, ở đây có anh Trọng, đây là cựu sinh viên của trường đúng không ạ? Học viên học của Phục cũng mấy hơn năm nay rồi, giờ cũng rất thành công ở Thanh Hóa đúng không ạ? Ok. À, mức ROE bao nhiêu là hợp lý ạ? Vâng, thì đánh giá ROE thì chúng tôi thường sử dụng cái phương pháp gọi là lãi cho vay ra của ngân hàng. Tức là đấy chính là cái đầu vào của doanh nghiệp đúng không ạ? Ví dụ ngân hàng cho vay ra với lãi suất 9% thì đấy là doanh nghiệp vay được với 9%. Thì như vậy là thông thường cái lãi cho vay ra thì nó lại gấp rưỡi lãi huy động vào. Thì xác định lãi cho vay ra thì nó hơi khó, thế thành ra chúng ta xác định lãi ngân hàng huy động vào nó dễ hơn. Thì các bạn cứ tìm hiểu trên mạng về lãi suất gửi ngân hàng kỳ hạn 1 năm xem là bao nhiêu phần trăm. Các bạn tìm hiểu như nào, bây giờ search trên Google ra ngay. Lãi suất tiền gửi ngân hàng 1 năm thì các bạn lấy ở 4 ngân hàng lớn nhất: Vietcombank, Vietinbank, đúng không ạ? BIDV và nông nghiệp. Thì ví dụ lãi là 6% thì cái khoản cho vay ra nó khoảng gấp rưỡi, khoảng 9%. Thì như vậy, công ty nào mà có ROE dưới 9% thì chúng tôi đánh giá là xấu, tệ hại, không nên quan tâm. Công ty nào có ROE từ 9 đến 15%, tức là gấp 2,5 lần lãi gửi ngân hàng đấy, gấp rưỡi đến gấp 2,5 lần ấy, là công ty hoạt động trung bình. Công ty nào mà trên 2,5 lần lãi gửi ngân hàng, tức là trên 15% đấy, đến dưới 44 lần lãi gửi ngân hàng, tức là dưới 24%, 15 đến 24%, thì là công ty họ có tỷ suất sinh lời rất tốt. Còn công ty nào mà có cái tỷ suất sinh lời hơn gấp 4 lần lãi gửi ngân hàng, tức là cao hơn 24%, thì là những công ty siêu xuất sắc và hiếm có ở Việt Nam. Nếu tính trên bình diện chung tất cả các cái công ty ấy, để có ROE bền vững trên 24% thì tôi cũng thấy rằng đâu đó chưa đến 1% đâu. Còn số lượng trên sàn thì nó cao hơn, nó khoảng 3-4%. Thì đấy là những doanh nghiệp tinh tú nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta. Thì đấy là ROE. Xin trả lời bạn như vậy. Vâng, bạn Quỳnh Nguyễn hỏi bài học lớn nhất khi mới đầu tư chứng khoán là gì? Thực sự cái này thì cũng hơi khó nói nhỉ, lớn nhất mình không rõ lắm. Nhưng mà khi mới đầu tư chứng khoán thì chia sẻ với các bạn là Phục đầu tư từ năm thứ nhất đại học. Và trong năm thứ nhất ý thì Phục cũng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Chứng khoán RTC ở 144 Lương Thế Vinh ấy, Thanh Xuân, Hà Nội ấy. Thì Phục học ở đấy để lấy chứng chỉ ngay từ năm thứ nhất đại học rồi. Thì ở đó trong cái thời gian đầu tiên ấy thì cũng bị thua lỗ bởi cổ phiếu FPT vào đúng đỉnh 2007. Thì đâu đó thì hồi nào cũng chỉ vui vẻ thôi, nhưng mà tập trung nghiên cứu. Thì đến năm 2009 thì may mắn đâu kiếm được khoảng độ 3 tỷ trên thị trường chứng khoán. 2009-10. Thì lúc ấy mới là sinh viên năm 3 năm 4 gì đó. Đó, thì kiếm được mấy tỷ đấy. Nhưng mà mình không nhận ra đó là may mắn. May mắn mới kiếm được từng đó. Và sau này mình cứ nghĩ mình giỏi. Lúc ý mình cứ nghĩ mình giỏi và cứ nghĩ rằng kéo Excel thì 30 tuổi mình là 30-40 mình là tỷ phú đô la. Và đấy là chính là cái sai lầm lớn nhất. Sai lầm lớn nhất. Và sau này khi rút tiền khỏi chứng khoán, mình đổ vào bất động sản, mình đã âm mất 5 tỷ. Trả nợ mất 8 năm, 9 năm. Đó là sai lầm. Thì bây giờ cái bài học rút ra của mình trong cái trường hợp này đầu tư, đó là các bạn phải tư duy lớn, nhưng các bạn phải đi thật từng bước nhỏ nhất có thể, chắc chắn nhất. Và hãy tập trung hết sức mình vào nghiên cứu phân tích doanh nghiệp, phân tích đầu tư chứng khoán một cách bài bản, kỹ càng. Đừng lên nhìn bảng điện tử nhiều. Các bạn sẽ nhìn bảng điện tử nhiều đấy, tức là các bạn nhìn cái ngọn đấy. Hãy nhìn cái gốc, đó là phân tích doanh nghiệp, tìm triết lý đầu tư. Bao giờ tìm được triết lý đầu tư hợp với mình thì hãy đam mê hết mình. Và cuối cùng các bạn sẽ là những người thành công rất lớn ở trên cái thị trường này. Đó, đấy là bài học Phục chia sẻ với các bạn như thế. Ok, vâng, có bạn hỏi rằng là triển vọng của ngành ngân hàng trong quý 4 năm nay ạ. Đợt này em thấy các mã ngân hàng đỏ lòm, em vẫn chưa về bờ được ạ.
Thì cái câu hỏi này thì bạn nghe lại cái nội dung đầu của clip của tôi đã chia sẻ nhé. Câu hỏi đúng của chúng ta là chúng ta hãy nhìn đến 3 năm, 5 năm, 7 năm tới. Còn nhìn ngày mai hay nhìn tuần tới hay nhìn quý tới thì nó cũng không rõ được đâu bạn ạ. Đó, còn ngành ngân hàng thì chắc chắn rằng dịch bệnh xảy ra sẽ làm nó khó khăn một chút. Và khó khăn này thì nó lại không chia đều cho các ngân hàng. Đầu tiên là các ngân hàng nhà nước thì là những anh cả trong ngành thì phải gánh chịu cái việc là phải tuân thủ kỷ luật các cái yêu cầu của ngân hàng nhà nước, đó là giảm lãi, miễn lãi cho các khách hàng. Thì họ là người giảm có được lợi nhuận thiệt hại nhất. Tiếp theo là những cái ngân hàng tư nhân xấu, họ cho vay, quản trị rủi ro kém thì nợ xấu nó sẽ cực cao. Còn những cái ngân hàng quản trị rủi ro tốt, hàng đầu trong giới tư nhân ấy, thì họ sẽ bị ảnh hưởng ít hơn. Và kết quả kinh doanh của họ vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái rất khỏe, nhưng mà có dấu hiệu chậm lại. Thì tuy nhiên cái việc đánh giá ngành ngân hàng trong tương lai như thế nào thì còn phải phụ thuộc vào kinh tế của chúng ta phục hồi sắp tới có nhanh hay chậm. Hồ Chí Minh bây giờ cũng bắt đầu hé mở cửa dần, nhưng liệu có phải đóng cửa lại hay không? Đấy là cái mấu chốt vấn đề để xem triển vọng thế nào. Còn nếu nhìn xa hơn thì tôi cho rằng ngành ngân hàng là một cái mạch máu của nền kinh tế, tăng trưởng tín dụng năm nào cũng tốt. Nó giúp cho các ngân hàng, nếu năm nay nợ xấu nhiều thì lợi nhuận có thể tăng thấp năm sau, nhưng mà các năm sau nữa khi mọi thứ tốt nên lợi nhuận lại tăng bù lại thôi. Thì ngành này trong dài hạn là rất hấp dẫn. Đó. Còn nếu các bạn nhìn đỏ đòm hàng ngày thì thực sự với các bạn nó căng thẳng lắm. Còn nếu mà tôi giỏi đến mức mà hàng ngày hay hàng tuần hay hàng tháng tôi dự báo được giá cổ phiếu tăng lên tăng xuống thì có khi tôi tăng nghìn lần một năm ấy, chứ ngoài là mấy chục phần trăm thôi đâu các bạn ạ. Đó các bạn nhỉ, tôi cũng không có năng lực hàng ngày như thế. Tính pháp lý của các dự án bất động sản có phải là một vấn đề lớn cần quan tâm trong quyết định đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản không? Làm sao biết được tính pháp lý của dự án? Thì đây là một câu hỏi rất hay. Thì trong cái bài viết của tôi về cái việc đánh giá về cái cổ phiếu phát triển bất động sản thì cũng có đề cập vấn đề này rất đầy đủ. Thì có gì bạn inbox thì tôi sẽ gửi cho bạn nhé. Còn đây trả lời cái câu này thì nó quá dài để trả lời. Thì xin phép là bạn gửi thì tôi sẽ gửi cái bài, bảo các bạn nhân viên gửi cái bài cho các bạn đọc. Ok, mời bạn Nguyễn Xuân Huy đi, mời bạn nói trực tiếp đi thì nó sẽ dễ hơn. Vâng, em cảm ơn anh. Anh có thể cho em hỏi là anh có thể nêu cảm nghĩ hoặc là anh có nhận xét gì về mã VHM trong thời gian tới không ạ? Tại vì em thấy là cái mã VHM hiện nay nó đang giảm khá là nhiều so với cái giai đoạn vừa rồi, mà theo em tìm hiểu thì trong thời gian tháng 8 năm tới, năm này nó sẽ bàn giao cái khu Vinhome Smart City và bắt đầu xây thêm cái khu giảng võ Vinhome bên chỗ giảng võ ấy, thì em nghĩ là dự là nó sẽ lên rất là cao ấy, thì không biết là anh có cảm nghĩ gì về cái mã VHM đấy không ấy? Với cả bọn em là kiểu sinh viên ấy thì vốn cũng không quá nhiều, thì anh có kiểu lời khuyên về những cái mã ngành nào mà bọn em có thể đầu tư dài hạn từ bây giờ đến ra trường được không ạ? Em cảm ơn ạ. Ok, thì về Vinhome thì gần đây các bạn có thấy là các bạn hay nhìn giá cổ phiếu đúng không? Có thấy rằng là nó yếu, nó cứ lình xình mãi đúng không? Cho dù định giá thì lợi nhuận thì rất cao, định giá thì nhiều người bảo rẻ đúng không? Bởi vì trong thời gian vừa qua thì Vin bán ra một lượng khá, Vinhome lại bán cổ phiếu quỹ, rồi là một số nhà đầu tư tổ chức họ bán ra cả trăm triệu, thì như vậy tổng lượng cung trên thị trường nó tăng vài trăm triệu, thì trong ngắn hạn thì nó thể hiện cung cầu thì nó yếu. Tuy nhiên trong dài hạn hơn thì cổ phiếu Vinhome này thì có cái quỹ đất sạch, quỹ đất phát triển rất lớn, lên đến mấy trăm triệu mét vuông ấy. Thì thành ra cái tiềm năng phát triển trong tương lai nó rất mạnh mẽ, dựa trên cái cơ sở đô thị hóa của mình bây giờ mới được 37% và cái tốc độ đô thị hóa của mình cao nhất ở châu Á. Thì thành ra là trong tương lai lĩnh vực bất động sản nó sẽ vẫn tăng trưởng phát triển rất tốt, và Vinhome là doanh nghiệp số 1, dĩ nhiên nó sẽ có sự tăng trưởng phát triển mạnh trong tương lai. Thì trong dài hạn hơn thì tôi tin rằng với cái nền tảng cơ bản tốt của Vinhome thì Vinhome sẽ có cái sự tăng trưởng phát triển tốt. Còn trong ngắn hạn đánh giá rất khó. Còn bạn có chia sẻ là trong quý 3, quý 4 có bàn giao Smart City gì đấy đúng không? Thì Smart City nó bàn giao nhiều năm rồi bạn ạ. Mỗi năm nó là bàn giao một phần chứ không phải là bàn giao một cục. Và Vinhome có cả mấy chục dự án cơ. Lợi nhuận nó đến từ rất nhiều dự án khác chứ không chỉ là một Smart City đâu. Còn năm nay thì kết quả kinh doanh nó sẽ khá tích cực. Và cũng chia sẻ với bạn là Vinhome có hai cái mảng kinh doanh. Một là bán lẻ, đó là bán các cái căn hộ này kia, phải xây nên bán.
Thứ hai là Vinhome bán buôn, họ bán cả một cái block bất động sản lớn ấy. Ví dụ trong cái khu Ocean Park hay Smart City, Ocean Park chẳng hạn, thì họ bán một phần cho các cái đối tượng phát triển bất động sản khác. Ví dụ như là của công ty Masterize chẳng hạn. Đó, thì họ bán, thì lợi nhuận nó đến từ cả bán buôn lẫn bán lẻ. Đấy, còn cái dự án Giảng Võ thì cũng chỉ là một dự án trong một cái khối lượng dự án khổng lồ của nó thôi. Còn lợi nhuận thì bạn muốn biết là nó tăng trưởng nhiều hay không thì bạn phải xem cái lượng bàn giao các cái dự án ở đây nó có quá lớn hay không. Đúng không ạ? Còn có những cái dự án ví dụ như ở Cần Giờ của Vinhome nó lên đến mấy nghìn hecta cơ bạn ạ. Quy mô nó gấp mấy lần so với dự án Ocean Park cơ. Đó, nó có rất nhiều dự án. Đó. Còn việc bàn giao đấy thì nó chỉ là bàn giao một phần thôi. Nó cũng không đánh giá được hết. Còn triển vọng của các doanh nghiệp như tôi có trao đổi, chúng ta hãy nhìn một cách dài hơn. Đó, thì chúng ta sẽ dễ đánh giá hơn, còn nếu nhìn ngắn thì sẽ rất khó đánh giá. Đó, đấy là trả lời bạn Xuân Huy. Em cảm ơn. Wow, có 3 câu hỏi thì Phục xin trả lời như sau. Câu 1, triển vọng ngành ngân hàng trong quý 3, quý 4. Thì Phục đánh giá triển vọng ngành ngân hàng dài thôi. Ngắn thì Phục không đánh giá, thì Phục đánh giá rất tốt, rất hấp dẫn. Và định giá ngành ngân hàng đây là thuộc dạng là một trong những ngành định giá rẻ nhất thị trường. Tăng trưởng thì cao hơn thị trường, ROE thì cao hơn thị trường, nhưng PE, PB thì rẻ hơn thị trường. PB ở thị trường khoảng độ 2.8 lần, thì PB của ngành ngân hàng thì chỉ khoảng độ 2.1 lần. PE của thị trường khoảng độ 16.5 lần, thì PE ngành ngân hàng chỉ khoảng độ 12 lần. ROE của thị trường khoảng độ trung bình khoảng 14%, thì ROE của ngành chứng khoán khoảng 17%. Đó, thì tức là cái gì cũng hơn thị trường, nhưng mỗi là định giá rẻ hơn thị trường. Thì tôi cho rằng đấy chính là cái việc tạo ra cơ hội cho chúng ta chọn những ngân hàng tốt định giá rẻ. Câu 2, triển vọng tăng trưởng ngành thủy sản trong những tháng cuối năm. Thì ngành thủy sản thì cũng không thuộc với phạm vi trao đổi của chúng ta ở đây, thì tôi xin phép không trả lời. Câu 3, quan điểm về sự tăng nóng rồi giảm sàn của cổ phiếu Louis trong thời gian vừa qua. Thì tôi cũng không có quan điểm gì về nhóm này cả. Cổ phiếu tốt rồi nó sẽ tăng giá bền vững, còn nếu cổ phiếu không tốt mà nó có tăng đi chăng nữa thì đấy chỉ là cái đầu cơ thôi, và chúng ta hãy cẩn thận với nó. Đấy, thì bạn tùy bạn phân nó vào nhóm nào thì bạn sẽ đánh giá như thế bạn nhé. Đó, thì cái gốc của nó phải là kinh tế, gốc của nó phải là doanh nghiệp tốt thì nó mới tăng trưởng bền vững được. Còn cái việc đầu cơ thì ở đây thì tôi không thuộc trường phái đó, thành ra tôi cũng không trả lời được. Câu 4, bây giờ đã phải là thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu các hãng hàng không chưa? Thì các hãng hàng không, xin thưa mấy bạn, cho dù nó có trở lại đi chăng nữa thì nó vẫn lỗ rất lớn các bạn ạ. Nó chưa thể lãi đâu, bởi vì nó có trở lại thì cái chi phí phòng dịch trong cái vận chuyển của họ cũng rất là khó. Mà trở lại thì theo các bạn là bao giờ cho trở lại trước dịch? Mà kể cả trở lại trước dịch đi chăng nữa thì định giá này so với việc lợi nhuận trước dịch còn không hấp dẫn. Và các cái ngành ngân hàng này về cơ bản theo góc độ đầu cơ thì được. À, các ngành liên quan hàng không. À, ok rồi. Rồi, câu 5, các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ giải ngân đầu tư công. Thì giải ngân đầu tư công thì nó liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng là chủ yếu. Thì khi đó là các cái lĩnh vực liên quan đến xây dựng, bất động sản, vật liệu xây dựng thì sẽ được hưởng lợi. Tiếp theo là nếu mà tăng trưởng tín dụng nhiều một chút thì ngân hàng cũng sẽ được hưởng lợi thêm một chút thôi, chứ không phải là được hưởng lợi hẳn. Tiếp theo, tiêu chí lựa chọn cổ phiếu penny an toàn. Thì trao đổi với bạn AZFIN thì cũng không đầu tư vào cổ phiếu penny. Rất hiếm khi đầu tư vào cổ phiếu penny. Bởi vì sao? Bởi vì ở Việt Nam có một cái đặc thù như này. Cổ phiếu blue chip thậm chí còn tăng trưởng trung bình cao hơn penny cơ. Trong khi lại an toàn hơn. Định giá cổ phiếu blue chip ở Việt Nam là rẻ hơn penny cơ. Đó. Và nó rất rõ ràng, lợi thế cạnh tranh mạnh. Thì đây, đây tôi dựa vào ba cái yếu tố này bạn ạ. Quản trị tốt, định giá rẻ, lợi thế cạnh tranh mạnh, thì cứ cổ phiếu nào phù hợp thì chúng tôi đầu tư. Thì trong cái số các penny thì chúng tôi thấy rất ít những cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí đó, thì thành ra là chúng tôi cũng ít lựa chọn penny. Đó, thì về cơ bản chúng ta hãy làm việc dễ. Cá nhân AZFIN thích làm việc dễ, tức là chỗ nào có nhiều cơ hội thì chúng tôi nhảy vào, chỗ nào ít cơ hội thì chúng tôi tránh, cho dù có thể bế bỏ nhỡ cơ hội, đúng không ạ? Nhưng mà năng lực của con người có hạn, thì thành ra hãy tập trung vào những cái giá trị chúng ta có thể nắm bắt. Câu 7, sau chuỗi tăng nóng vừa qua, cổ phiếu cảng biển liệu còn sức tăng trong những tháng cuối năm hay không? Thì việc cái tăng trưởng tương lai nó còn tiếp diễn hay không thì phụ thuộc vào cái kết quả kinh doanh nó có tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tương lai hay không. Thì đối với ngành cảng biển thì tôi nhận thấy rằng rất ít cổ phiếu còn cái triển vọng tăng trưởng công suất. Các cổ phiếu cảng biển đa phần đều full công suất rồi, trừ Zmandep. Thì Zmandep thì có cái cảng Zmanlink
ở cái mép Thị Vải ở trong Vũng Tàu ấy, thì đấy là một trong cảng khủng nhất Việt Nam, thì nó còn cái tiềm năng tăng trưởng. Tuy vậy thì định giá của nó thì chúng tôi đánh giá cũng không phải là quá hấp dẫn nữa. Thì ngày nay cá nhân của AZFIN Việt Nam đánh giá thì nó không còn hấp dẫn nữa. Chúng ta hãy tập trung vào những cái gì nó đủ hội tụ cả ba yếu tố bạn ạ. Đó. Thì cái yếu tố định giá thì AZFIN chưa thấy an toàn. Còn cái việc nó có thể tăng ngắn hay không thì phục cũng rõ, nhưng trong dài hạn thì giá về cơ bản nó khó có thể tăng trưởng nhiều nữa. Câu 8, triển vọng một số cổ phiếu ngành dệt may như may sông Hồng, TNG, TCM, VGT. Thì những cổ phiếu này thì có một số cổ phiếu có tăng trưởng, ví dụ may sông Hồng chẳng hạn, thì có cái nhà máy mấy nghìn công nhân, 3.000 công nhân nó cũng mới đi vào hoạt động thì nó có thể tăng trưởng. TNG ở trên Thái Nguyên đúng không ạ, thì nó cũng có tăng trưởng chậm thôi. TCM thì gần như không tăng trưởng nữa. VGT là một cái tập đoàn, nó là tổng hợp chủ yếu đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết thôi, thế thành ra nó cũng rất khó tăng trưởng ý anh. Thì về cái ngành dệt may này thì tôi cho rằng nó có thể hưởng lợi trong ngắn hạn, trong dài hạn thì ngành dệt may rất khó mở rộng, bởi vì đặc thù của ngành dệt may là một ngành thâm dụng vốn rất lớn, thâm dụng lao động rất lớn các bạn ạ. Và bây giờ tuyển công nhân dệt may không hề dễ như này, dễ tí này. Nhưng tôi cũng xin chia sẻ với các bạn là các bạn làm dệt may tốt trong vòng 2 năm là lương có thể cao bằng người, trung bình người đại học ra đấy. Đúng không? Ví dụ thế. Tức là ý ở đây là cái công nhân ngành dệt may đang thiếu rất nhiều. Để mở một cái nhà máy mà thêm vài ngàn công nhân nữa rất khó. Có thể thành ra tăng trưởng của ngành dệt may bị hạn chế. Còn ngành nào mà ít thâm dụng lao động thì tăng trưởng nó mới mạnh mẽ được. Và ngành nào lại vừa ít thâm dụng lao động và ít thâm dụng vốn, tức là cần ít lao động, cần ít vốn ý, thì nó còn tăng trưởng mạnh mẽ nữa. Thì ngành này thì tôi đánh giá về định giá như hiện nay là hợp lý thôi. Thậm chí nhiều cổ phiếu định giá hơi cả. Ok, 8 câu hỏi rất khủng khiếp đúng không ạ? Và tiếp theo, câu hỏi là khi đầu tư chứng khoán thì quan tâm đến vấn đề nào nhất? Thì đây, tôi quan tâm đến 3 vấn đề này. Tôi chọn doanh nghiệp xuất sắc để tôi đầu tư. Thì doanh nghiệp xuất sắc có sinh lời tốt thì dựa vào 3 yếu tố: tăng trưởng cao bền vững với lợi thế cạnh tranh mạnh, quản trị công ty tốt xuất sắc, thì nó sẽ đưa doanh nghiệp đi xa và dài và mang lại lợi ích cho chúng ta, và định giá rẻ sẽ giúp cổ phiếu tăng cường lợi nhuận hơn nữa cho chúng ta. Tiếp theo, ok, bây giờ là thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu ngành ngân hàng không ạ? Nếu mà đầu tư dài hạn thì cá nhân bản thân AZFIN đánh giá là cơ hội rất tốt để mua những ngân hàng hàng đầu với cái giá đang điều chỉnh rất hợp lý như này. Nhưng mà xin thưa với bạn lại một lần nữa, đó là đầu tư tầm nhìn dài hạn 2, 3, 4, 5 năm. Đó, cứ trên 2 năm thì AZFIN đánh giá rất cao. Và thực tế bây giờ AZFIN cũng phân bổ cho cổ phiếu ngành ngân hàng một tỷ trọng không hề nhỏ. Tiếp theo, bạn hỏi là nếu 6 tháng đầu năm cổ phiếu ngân hàng có những dấu hiệu tốt nhưng đến những tháng cuối năm lại có dấu hiệu bớt tích cực hơn và kém hấp dẫn hơn thì nguyên nhân chủ yếu là do gì? Thì đó chính là do cái dịch bệnh Covid khiến cho nền kinh tế của chúng ta phải gọi là đình trệ khá nhiều, đúng không? Thông qua cái việc giãn cách các cái tỉnh thành chủ chốt của nền kinh tế. Ví dụ như vừa rồi Sài Gòn và Hồ Chí Minh chiếm 40% GDP của cả Việt Nam thì đã bị gọi là về cơ bản đã bị gọi là ngưng trệ rất nhiều. Rồi bên cạnh đó các cái tỉnh trọng điểm của Việt Nam khác, ví dụ như Bình Dương đúng không ạ, như Đồng Nai đúng không ạ, như Long An vân vân thì cũng bị. Thì điều này làm cho các cái doanh nghiệp khó khăn, từ đó có thể làm tăng nợ xấu. Đấy, thì nguyên nhân nó là như vậy. Tuy vậy thì chúng ta phải xem là giá nó đã phản ánh chưa. Nếu giá nó phản ánh rồi và triển vọng tương lai vẫn tốt thì đó là cơ hội đầu tư. Còn giá nó chưa phản ánh và triển vọng tương lai không sáng thì chúng ta loại bỏ. Vâng vâng. Tiếp theo, bạn có nhận định như nào về HAG khi hiện tại HAG trong diện kiểm soát vân 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 vân. Đúng không ạ? Thì xin thưa với các bạn thì trong các yếu tố này, tăng trưởng cao bền vững thì HAG không đáp ứng, quản trị công ty thì càng không đáp ứng, định giá rẻ thì càng không phải, thì sau đó chúng tôi không đánh giá Hoàng Anh Gia Lai nhé. Vâng, những F0 như bọn em thì thích lướt sóng với số tiền nhỏ, liệu có nên dùng margin để đầu tư không? Thì đây là tùy bạn thôi, nhưng tôi chia sẻ thế này ạ. Chắc là các bạn cũng được học về cái việc phân bổ thời gian trong công việc rồi đúng không ạ? Việc quan trọng thì phân bổ nhiều thời gian, đúng không ạ? Việc giá trị cao phân bổ nhiều thời gian. Thì tôi xin hỏi bạn, cái số vốn đủ lớn để bạn phải dành rất nhiều thời gian đánh đấm không? Đúng không ạ? Việc của các bạn bây giờ quan trọng nhất là gì? Là học hỏi, nâng cao kiến thức,
là chuẩn bị cho mình một cái nền tảng kiến thức mạnh rồi sau đó mới bứt phá. Còn khi nào các bạn là tập trung đầu tư, đó là khi các bạn có cái quy mô tiền rất lớn, tối thiểu là 5-7 tỷ hoặc chục tỷ, thì lúc ý các bạn tập trung vào đó, các bạn làm tăng lợi nhuận 5% của cái 10 tỷ là các bạn có thêm 500 triệu. Thì lúc đó các bạn tập trung vào công việc thì các bạn lại không thể có thêm 500 triệu một năm đâu. Thì lúc ý phải tập trung vào vận hành vốn. Nhưng mà ngược lại lúc này các bạn chưa có tiền, các bạn có 50 triệu, các bạn tập trung hết sức mình nó tăng được độ 5% hiệu quả đi, thì các bạn được 2,5 triệu. Thì nó có xứng đáng với cả năm bạn tập trung không? Đó, còn với việc thích đứt sóng thì tôi không can thiệp. Thì đấy, đấy là các bạn thích thì tùy các bạn. Nhưng mà các bạn hãy nhớ, hãy phân bổ thời gian, nguồn lực một cách phù hợp. Tôi lưu ý bạn là như vậy. Lưu ý bạn là như vậy. Việc mang lại giá trị cao thì phải tập trung cao. Còn việc có tập trung và nó mang lại giá trị bằng móng tay thì đừng tập trung. Đó, còn dùng margin hay không thì tôi chia sẻ như này. Nó dựa vào khả năng chịu đựng rủi ro của các bạn. Tức là ở bên ngoài các bạn, nếu các bạn mất 30-40% các bạn có ảnh hưởng gì không? Nếu không, ok. Nhưng mà nếu chỉ mất 10-20% nó ảnh hưởng đến cuộc sống thì đừng nên dùng một gì. Là thứ nhất. Thứ hai, các bạn có chắc chắn trên ý thị trường này không? Nếu các bạn đủ năng lực tự tin rằng mình là người chiến thắng trên thị trường này thì dùng margin là một cái đòn bẩy rất hữu hiệu. Còn không thì nó sẽ là một cái con dao nó cứa cổ bạn. Vâng, tiếp theo. Tại sao giai đoạn gần đây, từ khi dịch, các cổ phiếu nhóm ngành đầu tư công có sự tăng trưởng và mạnh hơn các giai đoạn khác? Bởi vì đầu tư công nhiều thì họ được nhiều việc bạn ạ. Thì khi họ có nhiều việc thì tất nhiên là lợi nhuận họ tốt hơn thì giá cổ phiếu tăng. Đấy, người ta kỳ vọng như thế. Ví dụ như bình thường người ta chỉ làm 1.000 km đường, bây giờ người ta làm 2.000 km đường. Thế là ngành nhựa đường bán được gấp đôi. Bán gấp đôi thì lợi nhuận không phải gấp đôi đâu ạ. Nếu bán gấp đôi thì lợi nhuận gấp 3, gấp 4 cơ. Bởi vì cái chi phí để cho gấp đôi này thì nó rẻ hơn cái chi phí một nửa trước đó, đúng không? Đó. Tiếp theo, MB và TP Bank thì ngân nào hoạt động hiệu quả? Thì tôi đánh giá hai ngân hàng đều hoạt động rất hiệu quả bạn ạ. Hiệu quả đều rất cao, rất ok ạ. Họ đánh giá như nào về ITA? Thì đây là một cổ phiếu nó tăng trưởng cao bền vững, nó không đáp ứng, quản trị công ty không đáp ứng. Còn định giá thì nói chung là không đáp ứng 2 trên 3 yếu tố thì tôi không đánh giá. Đầu tư dài hạn thì nên đầu tư vào những ngành nào? Thì bạn hãy thử nghĩ xem là trong tương lai dài hạn đây là mấy năm. Ví dụ dài hạn các bạn là 3 tháng thì nó sẽ khác nhé. Nếu dài hạn 3, 5 năm thì những cái ngành mà tương lai Việt Nam có thể phát triển nhờ tầng lớp trung lưu gia tăng, đó là bán lẻ, bất động sản, ngân hàng, tài chính, điện nước, bảo hiểm chẳng hạn, thương mại điện tử, đặc biệt là thương mại điện tử, công nghệ. Đó, đó là những ngành bạn cần xem xét. Rồi sau đó bạn hãy lựa chọn những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đó. Tiếp theo, Quá trình anh nghiên cứu chứng khoán và tham gia thị trường khi còn là sinh viên vừa mới ra trường. Vâng, thì tôi không học ngành chứng khoán, tôi học ngành quản trị kinh doanh. Tuy vậy thì tôi nghiên cứu chứng khoán thì cũng gọi là bài thuộc dạng bài bản nhất. Thì tôi có lẽ là nghiên cứu chứng khoán thậm chí còn bài bản hơn các bạn học qua chứng khoán cơ. Bởi vì ngay từ năm thứ nhất thì tôi đã đến trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của Ủy ban chứng khoán. Tôi học ở đấy vừa để lấy chứng chỉ vừa lấy kiến thức. Thì tôi khác những cái người đi học ở đấy là chỉ đến điểm danh để lấy chứng chỉ. Tôi thì học, tôi đọc rất kỹ, đặc biệt là những cái gì đó cơ bản nhất của thị trường chứng khoán thì tôi nghiên cứu. Thì đấy chính là những cái mà mang lại lợi nhuận cao nhất các bạn ạ, không phải những cái cao siêu đâu ạ. Thì cái quyển cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán là cái cuốn quan trọng nhất đối với tôi trong về quá trình đầu tư chứng khoán. Và cái việc đọc sách chứng khoán thì nhiều người nghĩ tôi đọc nhiều lắm, nhưng xin thưa với các bạn, trong 14-15 năm qua tôi đọc đâu được 3 quyển về đầu tư chứng khoán thôi, tôi không đọc nhiều. Với quan điểm của tôi như thế này, các bạn muốn làm nhà văn, nhà báo, các bạn phải đọc càng nhiều càng tốt. Thì khi đó những cái sự phong phú trong câu chữ, câu từ ấy, những cái cốt truyện ấy, thì các bạn tự nhiên ngấm, thế là khả năng viết của các bạn rất hay. Nhưng nếu các bạn muốn làm chuyên môn sâu ấy, thì các bạn đừng đọc nhiều. Có người khoe với tôi là đọc 1.000 cuốn sách chứng khoán trường phái nào cũng biết. Thế tôi hỏi anh có giỏi trường phái nào không? Bảo không. Thế anh có kiếm được tiền không? Bảo chưa. Vậy đọc sách làm gì?
Đó, đối với ngành chứng khoán này như thế. Đối với những ngành chuyên sâu thì chúng ta chỉ nên đọc và tìm ra triết lý, rồi khi tìm được một triết lý rồi hãy dừng lại và tập trung triết lý. Nhưng nhớ triết lý phải phù hợp, phải đúng. Hãy tập trung vào triết lý hết mình từ đầu đến cuối. Năm này qua năm khác chỉ nghiên cứu về triết lý đó. Và các bạn sẽ thành master trong cái lĩnh vực đó. Và các bạn sẽ thành công rất mạnh mẽ. Các bạn sẽ thành công rất mạnh mẽ. Đó. Còn đọc nhiều sách thì tôi gọi đó là nghề đọc sách rồi. Chứ nó không phải là người ứng dụng đâu các bạn ạ. Nghề đọc sách rồi. Có một câu nói rất nổi tiếng ở của Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long bảo rằng là tao không sợ thằng nào. Đá một nghìn, tức là có một nghìn cách đá. Và đá mỗi cái một cái thì nó chả đến đâu. Nhưng mà Lý Tiểu Long bảo sợ nhất là cái thằng nào nó chỉ đá đúng một cái kiểu đá, nó đá một nghìn cái liền. Thì lúc ấy nó thành master lĩnh vực ấy, thành thánh ở lĩnh vực ấy rồi. Thì nó sẽ rất có uy lực. Hay các cụ chúng ta thì cũng có một cái câu rất hay. Đó là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Hay là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Đó là cái sự tập trung. Và đặc biệt trong cái xã hội này thì cái sự phổ thông nó sẽ không có giá trị bằng cái sự xuất sắc chuyên sâu. Yeah. Thì đấy là cái chia sẻ với bạn. Nếu bạn thích về chứng khoán hãy tập trung nghiên cứu về chứng khoán đi. Cuốn cơ bản là một cái cuốn tốt nhất. Cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán. Sau đó các bạn học hỏi từ những người đầu tư thành công nhất. Ở đây ví dụ như Warren Buffett. Và tập trung vào triết lý của người ta. Đó. Vâng, cách nhận diện một công ty họ xào bẻ báo cáo tài chính như nào. Một số công ty báo cáo rất đẹp nhưng không được như vậy. Xin thưa với bạn, công ty nào báo cáo mà đẹp thực sự thì nó là đẹp thực sự đấy. Còn cái việc làm ảo trên báo cáo tài chính dễ nhận diện ạ. Các cái học viên của AZFIN ở đây, ví dụ có anh Trọng đang học này. Các anh chỉ nhìn 3 đến 5 giây các anh chị biết ngay là công ty làm ảo hay không. Rất dễ, dễ lắm, nó có mẫu chung các bạn ạ. Nhìn dễ vô cùng luôn. Và phân tích báo cáo tài chính đối với nhà đầu tư nó khác xa so với kiểm toán và kế toán các bạn nhé. Kể cả những người kiểm toán xuất sắc nhất ở Deloitte làm giám đốc kiểm toán bao năm đi chăng nữa, họ không phân tích đầu tư được giỏi đâu ạ. Thế cho nên là nếu mà họ giỏi được thì những người làm kiểm toán đã kiếm tiền hết ở trên thị trường đúng không ạ. Đó, thì góc độ phân tích đầu tư chứng khoán nó khác xa so với góc độ của kiểm toán, kế toán các bạn ạ. Đó, và phân tích báo cáo tài chính thực sự nó vô cùng dễ. Nếu mà nhìn doanh nghiệp xấu chỉ mất 3 giây. Còn tìm ra doanh nghiệp tốt thì nó mới lâu và nó mới khó. Đó, còn thủ thuật ở trên đấy nó có rất nhiều. Và chúng ta chỉ cần tuân thủ một số nguyên tắc chúng ta biết được hết. Thì cái chương trình đó thì chúng tôi cũng đào tạo đâu đó khoảng 10 buổi cả. Ok, tiếp theo. Cảm ơn Mr. Vinh. Đầu tư vào ACB và Techcombank thì cổ phiếu nào phù hợp để đầu tư dài hạn hơn ạ? Thì tôi đánh giá hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu tốt nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam chứ không phải là chỉ ngân hàng tư nhân đâu. Thì đây là hai cổ phiếu rất xứng đáng để cầm đầu tư lâu dài bền vững. Và bạn Võ Phan Vân Thảo có hỏi là khi đầu tư chứng khoán thì có nên tập trung vào các công ty trọng điểm hay có mã cổ phiếu nổi không? Thì nên như thế bạn ạ. Tôi có anh bạn cực kỳ giỏi về tập trung FPT, làm nên thương hiệu của anh ấy. Trong vòng mười mấy năm qua anh nhân khoảng 3-40 lần tài khoản từ FPT. Đó, nhờ sự tập trung. Tuy vậy thì tôi không khuyến khích tập trung một mã, mà chúng ta phải có 3-4 mã. Có lợi thế cạnh tranh mạnh chúng ta cứ theo dõi nó. Lúc nào giá rất rẻ chúng ta nhảy vào mua, lúc nào giá cao quá thì các bạn có thể hạ đỡ một phần. Còn tốt nhất là cứ nắm giữ lâu dài. Đó, cái tỷ lệ nắm giữ lâu dài cổ phiếu bền vững này các bạn hãy nắm tới 70-80% đi. Nếu các bạn có mua thêm hay ra vào thì nó chỉ đôi 30%. Và cái mua thêm hay ra vào nó không phải hàng ngày, hàng tháng, mà thậm chí 3-4 tháng hay 1 năm nó mới xảy ra một lần. Thì đốc ý hãy mạnh mẽ lên. Đó, đấy không phải lướt sóng. Đây là đầu tư. Vâng, trong tháng 8 có thể coi là đỉnh dịch ở Việt Nam. Các tỉnh thành đều giãn cách nên việc bàn giao nhà sẽ chậm. Lý do gì mà các cổ phiếu bất động sản thời gian qua tăng khá mạnh và nhịp sóng dài? Thì đúng như bạn có chia sẻ, đó là trong cái thời gian vừa qua giãn cách, việc bàn giao nhà rất là chậm, đúng không? Có thể ghi nhận lợi nhuận không được cao. Nhưng vì sao giá cổ phiếu bất động sản tăng?
Bởi vì rất đơn giản là tài sản của cổ phiếu bất động sản như tôi vừa nói, định giá bất động sản người ta định giá theo phương pháp RNAV, tức là giá trị tài sản ròng. Thì trong thời gian vừa qua người ta lo ngại rằng cung tiền nhiều, thì giá bất động sản chúng ta có thể thấy nó đang lên giá. Thì giá bất động sản đang lên giá tức là tài sản của các công ty bất động sản đang tăng rất mạnh. Nếu tăng thì như vậy là giá cổ phiếu sẽ tăng. Lợi nhuận chỉ là một phần đấy. Còn định giá theo bất động sản là RNAV. Vâng, nhiều câu hỏi quá. Vâng, các bạn sinh viên học viện ngân hàng quả là tuyệt vời. Ví dụ ở các nơi khác thì tôi không thấy là hỏi nhiều như này đâu. Nhưng mà thực sự là các bạn là những người ham học hỏi. Và tôi tin rằng cái việc ham học hỏi này các bạn ứng dụng tốt và đầu tư thì thành công sẽ cực kỳ nhanh và lớn. Phân bổ nhóm cho các cổ phiếu danh mục đúng không ạ? Phân bổ vốn. Ok. Ok, thì phân bổ vốn rất đơn giản như này, nếu thị trường định giá cao các bạn bán đỡ đi. Các bạn giữ một phần tiền mặt. Và nếu mà định giá thị trường rẻ các bạn bỏ thêm tiền vào. Và phân bổ các ngành thì các bạn nên chia làm 3 ngành. Đó. Và phân bổ cổ phiếu thì không nên chia làm 3 năm cổ phiếu, thì cổ phiếu phân bổ lớn nhất không nên lớn gấp 2 lần trung bình các cổ phiếu khác. Ví dụ, các bạn phân làm 5 cổ, mỗi cổ 20%. Thì không nên có cổ nào đến 40% thấp hơn. Và mỗi ngành thế, phân 5 ngành thì không có ngành nào quá 40%. Quan điểm đầu tư trong cắt lỗ như nào? Không tự. Xin thưa các bạn thì AZFIN chỉ có bán cổ phiếu thôi, AZFIN không có từ cắt lỗ. Thì vì sao lại vậy? AZFIN nghiên cứu cổ phiếu dựa trên 3 tiêu chí này thưa các bạn. Chúng tôi rất tập trung, không bao giờ chúng tôi đi làm. Nếu khi đáp ứng 3 tiêu chí này chúng tôi mua. Nhưng mà tất nhiên làm gì làm có lúc sai chứ, đúng không? Sẽ có lúc sai. Vậy lúc nào thì chúng tôi bán cổ phiếu? Thì chúng tôi bán 3 cổ phiếu dựa trên 2 trường hợp như sau. Một là cổ phiếu ấy tăng giá quá cao, vượt mục tiêu nhiều, hay nói khác định giá đắt bán. Thứ hai chúng tôi sai, tức là chúng tôi cho rằng nó tăng trưởng rất mạnh nhưng thực tế nó không tăng trưởng mạnh. Chúng tôi cho rằng nó quản trị công ty tốt, thực tế nó không tốt, đúng không? Chúng tôi cho rằng định giá hấp dẫn nhưng thực tế nó là đắt. Thế thì chúng tôi bán vì chúng tôi sai và bán vì đạt kết quả kinh doanh, chúng tôi không có từ cắt lỗ. Và cái triết lý của ông Buffett nhắc là nếu bạn không muốn nắm giữ chỉ một mã cổ phiếu trong 10 năm thì đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút, đúng không ạ? Cái này là một cái triết lý tuyệt vời. Và để nắm 10 năm thì chúng ta phải đáp ứng 3 tiêu chí này rất bền vững. Các bạn, đó là một cái tiêu chí tuyệt vời. Chứ đừng nghĩ chúng ta đầu tư T3 ăn. Bởi vì tôi chia sẻ với các bạn như này. Các bạn muốn tốt nghiệp đại học để có lương khởi điểm 6, 7, 8 triệu, 9 triệu. Các bạn mất 4 năm ngồi ở trên ghế nhà trường. Khi ra làm việc để các bạn tăng lương thì các bạn thường mất khoảng 1 năm mới đến cái kỳ hạn xét tăng lương được 10%. Đúng không ạ? Đó, vậy thì một doanh nghiệp thì họ phải mất bao lâu họ mới thay đổi cái tình trạng mình, họ mới tăng trưởng phát triển của mình? Họ cũng phải mất cả năm. Thế mà tại sao chúng ta bắt T3 họ phải tăng giá? Vâng, thì cái triết lý của cụ Buffett như vậy rất tốt. Quan điểm cụ rất hay. Dịch bệnh hay không dịch bệnh hay thế nào đi chăng nữa, quan điểm tuyệt vời. Nhưng mà đáp ứng đủ vào yếu tố này thì hãy tham gia. Cổ phiếu đích thời gian tới thì về cơ bản nó cũng có khá nhiều khu đô thị tốt. Thì tôi cho rằng là cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu tốt, nhưng mà còn để là tiềm năng tăng giá thì nó hơi khó đánh giá. Bởi bất động sản nó liên quan đến yếu tố là quản trị công ty. Liệu nó có ghi lợi nhuận cho cổ đông đầy đủ không? Thì đích thì cá nhân tôi không đánh giá bởi quản trị công ty tôi không chắc. Và tình hình dịch bệnh Covid như này thì theo anh có nên đầu tư ngành bất động sản không? Thì tôi nghĩ là nên phân bổ một phần cho bất động sản. Thì cá nhân AZFIN thì phân bổ khoảng 10% cho bất động sản. Với bất động sản nó vẫn tăng giá rất tốt và triển vọng ngành này tương lai rất ổn. Và bạn Nguyễn Thu Ngà thì hỏi là lộ trình học đầu tư chứng khoán như thế nào là hợp lý. Thì đầu tiên là tôi khuyên là nếu các bạn ở trường các học, bạn học một môn cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, học môn đầu tiên.
Sau đó nếu các bạn cần học thực chiến nhé, tôi nói thực chiến nhé, thì AZFIN có thể hỗ trợ các bạn. Có các chương trình của AZFIN, ví dụ chương trình đọc vị cổ phiếu này là thành phẩm này ra biết cổ nào tốt, cổ nào xấu. Chương trình phân tích định giá chuyên sâu để biết vĩ mô như nào, ngành như nào và các doanh nghiệp có hấp dẫn hay không. Và đầu tư ngành bất động sản cần lưu ý những tiêu chí gì? Như tôi đã nói rất rõ từ giữa buổi đấy ạ. Bạn có thể nghe lại clip ạ. Sau này thì clip này thì AZFIN sẽ lưu lại nhé, rồi chúng tôi sẽ up lên rồi các bạn có thể đến nghe ạ. Thì đây cũng là một cái cơ sở rất tốt để các bạn có thể nghe lại. Bởi vì những cái câu hỏi ở đây là đều bao trùm toàn bộ thị trường rồi. Nó rất thú vị. Sự biến động của lãi suất có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán? Nó ảnh hưởng cực lớn các bạn ạ. Lãi suất và lạm phát đi cùng nhau. Lãi suất cao thì thị trường chứng khoán sẽ kém. Vì sao? Vì lãi suất cao các bạn gửi ngân hàng thích hơn đi đầu tư cổ phiếu. An toàn lại cao. Đúng không? Lãi suất cao thì vốn vay của doanh nghiệp bị tăng giá, chi phí tăng, làm lợi nhuận giảm. Lãi suất cao thì khiến cho cái yêu cầu đầu tư cổ phiếu cũng phải cao hơn. Ví dụ lãi suất 6% thì các bạn yêu cầu đầu tư cổ phiếu 9% là hợp lý. Nhưng lãi suất mà 10% các bạn phải yêu cầu 15%. Thì như vậy định giá thị trường chứng khoán sẽ phải thấp xuống. Thì tức là lãi suất và lạm phát nó nghịch biến với thị trường chứng khoán. Và đây là yếu tố tác động mạnh nhất đến thị trường chứng khoán. Hiện tại MB đang lỗ 10% thì lên cắt lỗ hay chưa? Thì bạn có thể nghe lại câu nói vừa rồi của tôi nhé. Với AZFIN thì không có cắt lỗ. Tiêu chí bạn mua là gì? Nếu bạn mua đầu ra lâu dài về cái triển vọng kinh doanh lâu dài tốt thì bạn gì phải bán. Và nếu bạn đầu cơ nó sai với cái dự định của bạn thì bạn hãy bán. Vâng. Theo anh thì khi đầu tư ăn, anh quan tâm nhất điều gì ạ? Anh có câu chuyện nào đáng nhớ khi đầu tư để chia sẻ nhà đầu tư không? Vâng, thì đây chính là ba cái tiêu chí mà chúng tôi dựa vào, gọi là kim chỉ nam cho mọi hành động mua của chúng tôi. Thì tôi chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện đầu tư cổ phiếu FPT đi. Thì đây là cổ phiếu duy nhất chúng tôi nắm giữ trên 5 năm, thì hiện nay là được hơn 8 năm rồi. Thì từ năm 2013 chúng tôi mua cổ phiếu đó. Thì hồi đó chúng tôi là cũng triết lý cũng chưa đầy đủ như bây giờ đâu. Chia sẻ với các bạn, đến 2016 tôi mới rút ra triết lý đầy đủ. Thì hồi đó tôi thấy cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh mạnh. Về ngành công nghệ thông tin nó là số 1 Việt Nam và nó gấp 10 lần thẳng đứng thứ hai. Về cái lĩnh vực viễn thông nó đang phát triển rất tốt. Và hồi đó tôi cũng thấy nó cũng cắt dần các cái mạng không liên quan. Ví dụ như Tiên Phong Bank nó cũng thoái đỡ. Ví dụ như là công ty quản lý quỹ nó không tập trung. Rồi dần dần nó thoái đỡ cả bán lẻ và bán buôn. Thế thì tôi cho rằng là với cái triển vọng trong tương lai ngành công nghệ sẽ tăng trưởng rất mạnh. Thì nó là một cái thằng được hưởng lợi rất lớn. Rất lớn. Thì sau đó thì tôi đánh giá quản trị công ty thì thấy rằng ban điều hành lãnh đạo của FPT rất tốt. Thậm chí FPT luôn là cái case thực tế mà các thầy cô ở các trường đại học hay là lấy để ví dụ cho bạn sinh viên rất tốt đó. Thì quản trị đánh giá rất cao, đặc biệt là thông qua cái chiến lược trả cổ tức rất đều đặn, 1 năm 2 lần, tháng 5 và tháng 8, năm nào như năm nào đều như phát chạy, và cổ tức mỗi năm đâu đó tăng trưởng 15%. Thế thành ra rất tốt. Hồi đó PE của FPT tôi mua, tôi nhớ là chưa đến 7 lần. Thế là chúng tôi mua liên tục trong nhiều năm và nó vẫn còn tăng trưởng, tôi còn mua. Nó trả cổ tức vẫn tốt, tức là quản trị công ty vẫn tốt, tôi còn mua. Và nó định giá rẻ, tôi vẫn mua. Thì chúng tôi mua đến mức là định giá PE bằng 13, 14, 15 lần chúng tôi vẫn mua. Và hiện nay PE bằng 22 lần thì chúng tôi không mua nữa, chúng tôi chỉ giữ thôi. Thì cổ phiếu này là làm cho chúng tôi tăng 11 lần tài khoản những cái lô đầu mua 2013. Và nó mang lại rất nhiều thành quả nhờ vào việc tập trung này. Và rõ ràng để đầu tư một cái cổ phiếu mà nắm giữ rất lâu dài như thế, chúng tôi chả mất cái công gì thêm cả, chỉ việc nắm giữ và hưởng lợi thôi các bạn. Thì xin thưa với các bạn, một cái trăm đồng, 100 triệu bỏ ra ban đầu chẳng hạn, thì bây giờ cái lượng cổ tức của FPT nó trả mỗi năm bây giờ tương đương với 70-80 triệu. Chúng tôi không tính đến giá tăng, chỉ tính đến cái gọi là sinh lời từ cổ tức thôi chẳng hạn. Và chỉ 2 năm nữa nó lên 100%. Dạ, nó mang lại lợi nhuận rất tốt. Đó, thì tôi thích, rất thích những đầu tư những cổ phiếu đó.
Thì ngày đầu 100 triệu đầu tư vào FPT đâu đó chúng tôi được khoảng độ 6 triệu cổ tức thôi. Thì đến bây giờ nó đã lên đến 6-70 triệu cổ tức rồi. Ok. Tiếp theo, các doanh nghiệp bất động sản có dòng tiền và lợi nhuận không ổn định thì mình nên định giá theo phương pháp nào? Thì phương pháp RNAV bạn nhé, tôi đã chia sẻ ở phía trên. Kinh tế vĩ mô tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán và ngành bất động sản? Thị trường chứng khoán hiện đang tụt dốc mạnh thì hiện nay nhà đầu tư chúng em nên làm gì? Thì các cái tiêu chí tôi đưa ra rồi đấy, đúng không? Rất đầy đủ, bạn có thể nghe lại nhé. Theo anh, cổ phiếu ngân hàng có điểm gì đáng kỳ vọng cho cuối 2021? Thì chúng tôi cho rằng là cuối năm 2021 sẽ tương đối khó khăn với họ. Tuy vậy thì những ngân hàng hàng đầu thì lợi nhuận vẫn tăng trưởng rất tốt. Thì chúng ta hãy tập trung vào việc là mua giá khi giá nó rẻ. Còn không có gì đáng kỳ vọng quá xuất sắc. Đúng không? Và nhóm cổ phiếu HAH thời gian tới có tiềm năng không? Thì đây là một cổ phiếu cũng được hưởng lợi từ vận tải, cước vận tải cao và cái cước làm hàng tăng của cảng biển. Thì tương lai nó sẽ tăng trưởng phát triển. Tôi cho rằng HAH có tăng trưởng phát triển nhưng mà nó không phải quá cao. Tuy vậy thì chúng ta cần phải lưu ý một điều, nếu đầu tư HAH thì tôi khuyến nghị nên phải theo dõi chặt, không nên bỏ đấy. Bởi vì ngày xưa HAH này định giá cổ phiếu bằng 3, bằng 4 không ai mua. Thì cái vấn đề gần đây định giá rất cao, một do khẩu vị nhà đầu tư thích, hai do tăng trưởng trở lại, và ba đặc biệt là có sự bàn tay tham gia của lãnh đạo các cổ đông lớn. Thì chúng ta hãy cẩn thận, nó không phải là một blue chip đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu này. Và ok, rất nhiều câu hỏi, tôi xin phép là trả lời 5 câu hỏi thôi ạ. 5 câu hỏi nữa thôi ạ. 1 là IPO VinFast thành công liệu bây giờ có phải điểm vào đẹp không? Thì vấn đề IPO thành công, tôi chưa thấy kế hoạch IPO và tôi cũng không đánh giá được thành công là như thế nào. Đó, và cái cổ phiếu này rất khó đánh giá ngoài câu chuyện IPO. Thì chúng ta cần phải xác định xem giá, định giá IPO là bao nhiêu, Vin được lợi gì và VinFast bao giờ có lại. Chứ không phải cứ IPO mà cổ phiếu có thể tăng giá hay không đâu ạ. Bạn ạ, cái này chưa đủ dữ liệu. Và tiếp theo, có nên đầu tư lướt sóng vào ngành bất động sản hay không? Thì quan điểm của AZFIN là chúng tôi không có chuyên môn về lướt sóng, thành ra chúng tôi không khuyên nhà đầu tư lướt sóng. Về quan điểm cắt lỗ như chúng tôi trao đổi ấy, chúng tôi chỉ bán khi chúng tôi sai hoặc là khi bán khi đạt mục tiêu thôi ạ. Đầu tư cổ phiếu phát triển bất động sản có rủi ro cao không? Có, rủi ro có đấy. Tuy nhiên thì chúng ta đáp ứng cả ba tiêu chí này thì rủi ro chúng ta sẽ thấp này. Giờ định giá rẻ nó sẽ đáp ứng rủi ro thấp. Và bây giờ rất nhiều cổ phiếu bất động sản định giá khá cao đấy. Vâng, làm long với ba yếu tố tăng trưởng thì cũng khá tốt chứ không phải xuất sắc. Quản trị công ty của nó là rất xuất sắc, làm long đấy. Còn định giá thì chúng tôi cho rằng phù hợp, nó không rẻ lắm. Thế thành ra làm long sẽ an toàn hơn, khi mà nó điều chỉnh rất mạnh thì chúng ta có thể tham gia. Và ngành trái phiếu bảo hiểm thì các ngân hàng hiện nay như thế nào? Về trái phiếu thì các ngân hàng hàng đầu hiện nay rất tốt, ví dụ như Techcombank, MB và Tiên Phong Bank, trái phiếu họ rất mạnh. Còn bảo hiểm thì rất mạnh ở đây, gần đây có như Vietcombank mạnh, VIB mạnh, ACB mạnh, Tech mạnh, VP mạnh, rất mạnh về trái phiếu. Vâng, quan điểm của anh về việc pha loãng cổ phiếu đích do phát hành riêng lẻ là thấp hơn nhiều so với thị giá. Thì vấn đề nếu thấp hơn nhiều so với thị giá thì về cơ bản chúng ta cũng có thiệt hại tương đối, bị pha loãng rất nhiều. Tuy nhiên với mỗi trường hợp cụ thể chúng ta cần phải tính toán rất kỹ thì mới dám đưa ra kết luận. Thì cá nhân tôi thì giá cổ phiếu DG hiện nay tôi không chọn cho đầu tư dài hạn, bởi vì tôi không chưa đánh giá được quản trị công ty của họ. Và định giá tôi cho là nó không rẻ. Và một beginner muốn tham gia đầu tư chứng khoán với số tiền ban đầu 10 triệu thì nên chọn mã nào? Bạn nên đầu tư đi học hành, đi nghiên cứu rất bài bản cụ thể, rồi sau đó tự có mã để bạn chọn bạn nhé. Còn 30 mã tốt nhất là bạn nên tập trung vào VN30 và chọn ra những công ty có tăng trưởng. Theo anh có nên đầu tư lướt sóng ngành bất động sản không? Các
các cổ phiếu blue chip tốt như FPT, Thế Giới Di Động, Masan giá đều cao rồi ạ. Ok các bạn, thì cách đây mấy tháng thì người ta cũng bảo giá rất cao đấy, nhưng mà tương lai nó còn cao nữa nếu nó hấp dẫn bạn nhé. Nếu nó hấp dẫn cao hay không chúng ta phải so với định giá, so với triển vọng tương lai, chứ không phải cao hay không chúng ta nhìn giá 100 hay 200 các bạn nhé. Đó, thì quan trọng các bạn phải xem định giá nó thế này. Các mã cổ phiếu logistics trong thời gian hiện tại tôi thấy rằng giá nó đã phản ánh về cái triển vọng nó rồi. Chúng tôi không đánh giá triển vọng cao lắm cho cái logistics trong tương lai. Nhận định nào và SBT và Lam Sơn, đây là hai mã của ngành mía đường. Ngành mía đường thì gần đây giá đường tăng cao, nó cơ bản được hưởng lợi. Tuy vậy về lâu dài thì ngành này nó cũng không phải là ngành tăng trưởng. Thì chúng tôi đánh giá không cao trong lâu dài nhé. Trong ngắn hạn thì tùy các bạn dựa vào tin tức. Vì sao lại như vậy? Vì bây giờ cái tỷ lệ tiêu thụ đường của người Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu giảm rồi. Bởi vì chúng ta có thể thấy ngay cả các bạn sinh viên đi uống trà sữa bây giờ cũng thường gọi là 30% đường thôi, đúng không? Thì cái ngành đường đang giảm xuống. Đó. Nó chỉ là đánh những cái cơ hội sóng ngắn hạn các bạn tìm thấy thôi. Và tôi cho rằng logistics đang bị định giá cao, còn bất động sản thì một số doanh nghiệp bị định giá cao, một số doanh nghiệp vẫn hấp dẫn. Xin tên các cuốn sách thì bạn có thể đọc cuốn Hòn Tuyết Lăn, viết về cuộc đời Warren Buffett, và bạn có thể đọc cái cuốn Cổ Phiếu Thường Lợi Nhuận Phi Thường. Đó, hai quyển. Quyển thứ ba bạn có thể đọc quyển Trên Đỉnh Phố Wall của Peter Lynch. Và quyển thứ tư bạn có thể đọc đó là quyển Phân Tích Chứng Khoán của Graham và David Dock. Và Big Four là quy mô quá lớn, hệ thống nhân sự lớn thì việc thay đổi công nghệ là quá khó. Đúng rồi bạn ạ, bạn nhận định rất là chuẩn xác. Big Four thì chiếm tới khoảng 40% tổng tín dụng của Việt Nam, tương đương với khoảng 4,5 triệu tỷ. Vai trò của bất động sản sau đại dịch, mình không hiểu là vai trò gì sau đại dịch bạn nhé. Vâng, bạn có 10 triệu bạn nên đầu tư. Thực ra nên đầu tư gì, bạn muốn theo mảng gì trong tương lai dài thì bạn để vào mảng đó. Và bạn học nghiên cứu rồi từ đó lấy 10 triệu đầu tư vào thực tế. Những cái triết lý bạn học được, những phương pháp bạn học được, bạn cứ đầu tư. Chứ không nhất thiết là phải trái phiếu hay cổ phiếu. Bởi vì giống như bạn nói bạn là sinh viên thì cái việc sinh lời lúc này chưa quan trọng. Hơn nữa kể cả 10 triệu của bạn thì sinh lời không đáng kể. Thế thành ra cái việc quan trọng là 10 triệu này làm phương tiện để các bạn học hỏi, thực hành trên thị trường là chuẩn nhất bạn nhé. Còn an toàn thì các bạn mua trái phiếu gửi tiết kiệm tất nhiên an toàn hơn đầu tư cổ phiếu rồi. Và ok, tuần giao dịch vừa rồi đánh mà ngắn hạn phụ không đánh giá nhé. Anh nghĩ sao về cổ phiếu RE so với cùng ngành trong thời điểm dịch hiện nay? RE là một doanh nghiệp đầu tư tổng hợp, nó gần giống Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett ấy. Nó cũng đầu tư rất nhiều mảng thì cùng ngành của nó gần như không có. Thì cổ phiếu RE trong tương lai thì tôi cho rằng vẫn tăng trưởng khá bền vững, nhưng mà nó không cao nhưng nó bền vững, bởi vì những cái lĩnh vực nó hoạt động gồm bất động sản cho thuê văn phòng thì nó là lớn nhất Việt Nam, lĩnh vực đầu tư điện nước nó cũng thuộc dạng top lớn nhất Việt Nam, rất bền vững. Còn để tăng trưởng nhanh thì không, còn định giá lúc này thì chúng tôi cho rằng là khá phù hợp trong khoảng 1 năm tới, còn bảo rất rẻ thì chưa. BR đây là một cổ phiếu dựa theo cái giá dầu tăng giảm ngắn hạn thì AZFIN không đánh giá. Và Covid như hiện nay, bất động sản xuất hiện ở hiện tượng giảm giá cắt lỗ ở một nhiều dự án khu vực thì lên đầu tư dài hạn bất động sản không? Thì bất động sản thì xin thưa các bạn, tôi là người bị phá sản bởi bất động sản, thế thành ra là tôi cũng không có lời khuyên cho bất động sản đâu ạ. Lướt sóng ngành ngân hàng không ạ? Thì cá nhân tôi không theo trường phái lướt sóng, thế thành ra tôi khuyên các bạn là không nên. Các mã chứng khoán thời gian biến động như nào thì phụ thuộc rất nhiều vào các bạn dự báo thị trường tăng hay giảm, rồi thị trường có thanh khoản lớn hay không. Bởi vì ngành chứng khoán phụ thuộc rất nhiều vào hai yếu tố đó. Thì cá nhân chúng tôi đánh giá là đa phần cổ phiếu lúc chứng khoán bây giờ nó quá đắt, có một số là hơi hấp dẫn. Ngân hàng nào có hệ số CASA tăng trong một năm tới thì thực sự tăng thì cũng khó đoán á. Thì cao hay thấp thì tôi biết thôi, còn tăng hay không thì rất khó đoán. Bởi vì cạnh tranh bây giờ khá khốc liệt. Thì cao nhất thì Techcombank đứng thứ 2, MB đứng thứ 3, Vietcombank và ACB có thể vươn lên đứng thứ 4. Anh thấy thế nào vấn đề cổ phiếu ESOP ạ? Cổ đông có gặp vấn đề gì bất lợi không? Thì tất nhiên ESOP thì cổ đông bị giảm lợi ích rồi.
Tuy vậy thì chúng ta phải xét cái gốc vấn đề. Nếu ESOP làm động lực thúc đẩy cho các cái bạn nhân viên có đóng góp nhiều hơn, thúc đẩy công ty phát triển mạnh mẽ hơn, thì ESOP lại là một cái lợi thế. Tôi lấy ví dụ ESOP khoảng 2%, nhưng mà thay vì công ty bình thường không ESOP chỉ tăng 10%, họ đẩy cho chúng ta doanh số tăng 20%, thì nhưng như vậy chúng ta vẫn lợi được 7-8%, thì ESOP rất có hiệu quả. Còn nếu mà công ty mà không có gì vượt trội so với thị trường, so với ngành, không thúc đẩy tăng trưởng phát triển mà ESOP, thì rõ ràng đấy là một điều hết sức vớ vẩn. Và tiếp theo, ESOP thì để đến được với đại chúng thì tôi cho rằng là ESOP nó phải đến được tay khá nhiều người, ít nhất là 10% của nhân viên công ty, thì lúc ấy nó mới thực sự phát huy hiệu quả. Còn ESOP cho một số cá nhân thôi thì thực sự là nó không tốt. VSAT à, liên quan đến VSAT thì có cái dự án thủy điện Đượm Con Tum mới đi vào hoạt động, thì triển vọng của nó cũng khá tốt. Tuy vậy thì với giá định giá này cộng thêm thanh khoản này thì tôi cũng không khuyến nghị mọi người nên tập trung vào nó. Hãy tập trung vào những cái cổ phiếu tăng trưởng blue chip xịn mà các bạn đánh giá được ấy. Còn VSAT là bền vững thôi. Vâng, AZFIN có cơ hội làm việc trong thời gian tới không thì chúng tôi cũng có, tuy nhiên là cũng rất hạn chế, bởi vì chúng tôi yêu cầu chúng tôi rất cao. Xin thưa các bạn, yêu cầu chúng tôi rất cao. Bên cạnh đó thì nó còn phải có tính phù hợp cơ. Hai bên phải có một cái thời gian tiếp xúc, trao đổi với nhau, biết nhau, phù hợp với nhau thì chúng ta mới hợp tác với nhau. Vâng, Evergrande đang gặp khủng hoảng ở Trung Quốc, chính phủ ở Trung Quốc chưa thấy dấu hiệu cứu trợ. Nhiều nhà đầu tư kéo vốn đòi nhưng mà muốn bắt đáy, anh thấy liệu? Evergrande thì chắc chắn nó không thể phát triển tốt trong tương lai rồi, và phá sản thì chắc chắn cũng không rồi. Bởi vì nó chỉ cắt, nó sẽ cắt một phần dự án, nó bán dần, nó sẽ giảm nợ dần. Nợ vay của nó là khoảng 110 tỷ đô, không phải là 300 đâu. 300 đấy là nợ phải trả thôi. Còn nợ vay 110 tỷ đô, vốn chủ sở hữu đâu đó nó khoảng hơn 50 tỷ đô. 50 tỷ đô thì do đó thằng này nó có thể cắt đỡ dự án, chịu lỗ khoảng 10 tỷ đô. Thì khi đó vốn chủ còn 40 tỷ đô thì nó cắt lỗ thì nó trả nợ bớt khoảng độ 6-70 tỷ đô. Thì tức là nợ còn khoảng 30 tỷ đô là nó vẫn sống khỏe đấy. Thế nhưng mà để mà phát triển mạnh thì không. Thì công ty này chắc chắn phải co hẹp đi một nửa, nó mới sống được. Bất động sản Việt Nam cũng đã xì hơi thì xin thưa mấy bạn là cũng Thanh Hóa chỉ là một cục bộ thôi, chứ nó không phải là tất cả, đúng không ạ? Bất động sản nhìn chung ở Việt Nam thì nó vẫn có dấu hiệu tăng trong quý vừa rồi. Còn Thanh Hóa thì vừa rồi rõ ràng là người ta kỳ vọng rất nhiều vào việc thủ tướng mới lên, rồi có nhiều các cái tập đoàn lớn về mua và nó đẩy giá gấp 4, gấp 5 lần, thì cái việc giảm là một điều bình thường. Cũng giống như trên thị trường chứng khoán, những cái cổ phiếu mà kể cả tốt tăng nóng quá gấp nhiều lần thì nó cũng điều chỉnh là bình thường, và nó không đại diện cho toàn bộ thị trường bạn nhé. Các cái ngành đầu tư thì lúc nãy Phục có trao đổi rồi nhé, bạn có thể nghe lại. Doanh nghiệp nào hưởng lợi chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay thì đầu tiên là doanh nghiệp về công nghệ đã. Rồi sau đó là những cái doanh nghiệp hàng đầu mà họ ứng dụng hàng đầu ấy, ví dụ Thế Giới Di Động nó đang được hưởng lợi rất nhiều. Rồi là những cái doanh nghiệp liên quan đến thương mại điện tử sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Và theo anh thì điều gì tạo nên việc downtrend trong trung hạn của thị trường? Nếu mà giảm trong trung hạn thì tức là người ta kỳ vọng rằng nền kinh tế trong tương lai nó sẽ rất kém, thậm chí suy giảm rất mạnh, thì khi đó nó sẽ có xảy ra cái sự giảm giá trong trung hạn. Và bên cạnh đó thì phải kèm với yếu tố là định giá thị trường cao, triển vọng kinh tế kém thì nó sẽ giảm. Còn nếu mà định giá thị trường rất thấp, triển vọng có hơi kém thì nó cũng không giảm luôn. Và tôi xin phép đúng 5 câu nữa, nhiều quá. Anh nhận định gì về cổ phiếu Techcombank thời gian này ạ? Thì cổ phiếu Techcombank thì cũng nằm chung trong ngành ngân hàng, thì nó cơ bản cũng có bị ảnh hưởng bởi cái dịch bệnh làm cho nợ xấu có thể tăng. Tuy vậy thì chúng tôi đánh giá là Techcombank sẽ ít bị ảnh hưởng nhất trong ngành ngân hàng, và trong tương lai nó sẽ rất tốt. Còn thời gian này thì với cái định giá hiện nay là PB, PE khoảng 10, PB khoảng gần 2 lần cho hết năm nay ấy, thì cổ phiếu này là một cổ phiếu hấp dẫn cho dài hạn, còn ngắn hạn thì tôi không đánh giá. Câu tiếp theo. Khẩu vị nhà đầu tư thay đổi như nào trong giai đoạn bình thường mới thì xin thưa là tôi cũng không thể hiểu được khẩu vị tất cả quý vị đâu ạ. Thế thành ra câu này tôi không rõ. Ngành bất động sản có hiện tượng giảm giá cắt lỗ ở nhiều dự án khu vực có nên đầu tư vào không? Quan điểm của tôi là đầu tư vào cái gì cũng thế, định giá hấp dẫn thì nên đầu tư. Dựa hết vào định giá bạn nhé. Và dựa hết vào triển vọng tăng trưởng của nó trong tương lai. Thì tăng trưởng của bất động sản thì dựa vào khu vực ý có đô thị hóa mạnh nhanh hay không, đúng không ạ? Đó. Và vị trí dự án tốt hay không, định giá rẻ không.
Tiếp theo là có nhận định về mã POW trong thời gian tới. Mã POW là một cái mã nhiệt điện, thì mã này nó khá ổn định trong tương lai thôi, còn tiềm năng tăng trưởng mạnh là không có. Thì quý vị mua thì khi nó giảm rất mạnh thì hãy là tham gia. Đó, và định giá cổ phiếu này nó cũng không phải là quá rẻ đâu ạ. Thì lúc nào phải giảm mạnh thì tham gia, bởi vì nó tăng trưởng bền, nó là mã bền vững, thế thành ra là khó có thể sự đột biến. Câu cuối cùng ạ. Năm 2020 năm dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán rất nhiều do lãi suất ngân hàng giảm. Vậy khi lãi suất ngân hàng tăng trở lại, dòng tiền này có làm thị trường chứng khoán giảm mạnh không ạ? Ngành nào sẽ bị ảnh hưởng? Thì đầu tiên chúng ta có thể nói là như này: nếu mà lãi suất ngân hàng tăng nhưng phải tăng nhiều hay không? Nếu tăng nhiều thì khả năng rút khỏi thị trường chứng khoán là có. Bên cạnh đó thì chúng ta phải xét thêm cái yếu tố khi lãi suất tăng ấy có phải là do nền kinh tế tăng trưởng tốt không? Nếu mà lợi nhuận các doanh nghiệp cũng tăng trưởng rất tốt mà lãi suất chỉ tăng ít ít thôi thì tiền không ra khỏi thị trường chứng khoán mà vẫn ở đấy, thậm chí hút thêm. Còn nếu mà tăng trưởng nền kinh tế không quá cao trong khi lãi suất lại tăng cao thì chắc chắn tiền sẽ rút khỏi thị trường chứng khoán bạn nhé. Thì xin cảm ơn các bạn đã cùng đặt câu hỏi giao lưu. Thực sự tôi vô cùng ấn tượng đối với các bạn sinh viên Học viện Ngân hàng. Thông thường tôi đi trao đổi thì cùng lắm có khoảng độ 10 câu hỏi, nhưng hôm nay tôi đã trả lời không dưới 50 câu hỏi, cộng thêm còn thêm 88 câu hỏi nữa ở đây ạ. Và nó có thể kéo thêm 100 câu hỏi nữa. Thì các bạn thật tuyệt vời. Thì xin chúc mừng các bạn vì cái sự ham học hỏi của các bạn, nó sẽ đưa các bạn đến thành công rất mạnh mẽ. Xin cảm ơn các bạn. Xin nhường lại mic đến thầy Mạnh ạ. Vâng, cảm ơn anh Phục ạ. Như vậy thì sau thời gian là hơn 2 tiếng chúng ta trao đổi là rất là liền mạch. Thì nói thật với anh Phục là thì chúng tôi cũng có mời các chuyên gia đến ấy, nhưng mà trong cái sự kiện này tôi thấy là sinh viên hỏi thực sự là rất là sôi động. Thì tôi nghĩ là việc này nó có thể liên quan đến, thứ nhất là liên quan đến kiến thức học hỏi các bạn đấy, mong muốn học hỏi. Cái thứ hai là nó có thể liên quan đến chính túi tiền của người ta. Tức là khi sinh viên đã bắt đầu tham gia đầu tư rồi thì cái gì là liên quan đến lợi ích thiết thực sát sườn nhất thì người ta sẽ quan tâm. Và kiến thức chia sẻ của giả thì nó lại rất là sát với thực tế, và cái phần này nó sẽ bổ sung rất tốt cho sinh viên trong quá trình mà các bạn đấy học tập và làm việc sau này. Thì một lần nữa xin cảm ơn anh Phục đã tham gia trao đổi cùng sinh viên Học viện Ngân hàng. Thế thì tất nhiên là có rất nhiều bạn có câu hỏi nữa, thì là hy vọng rằng AZFIN Việt Nam có thể là trong trường hợp mà các bạn cần có câu hỏi thì người ta có thể là inbox về chỗ AZFIN Việt Nam, thì rất là mong là có thể là bên anh Phục sẽ cân nhắc xem những câu hỏi nào nó liên quan đến vấn đề mà công ty đang nghiên cứu thì có thể share cho sinh viên. Bởi vì như chúng ta đã biết là ngoài các bạn học tập ở trên ghế nhà trường, học trên mạng, còn học từ các chuyên gia nữa, như vậy thì các bạn ấy sẽ thông qua nhiều kênh học tập khác nhau để làm sao mà tạo ra những thế hệ đầu tư mới trên thị trường Việt Nam. Và đây chính là những cái con người mà làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững.